chương 101, thầy à, thầy để học trò tìm thật khổ mà. Nghe lời nói ấy của Ngu Hồng Sương. Diệp Thu híp híp hai mắt, lập tức nhếch miệng thành một đường cong bấn cợt, ha. Đây là anh tự nói đó. Tôi nói đó, anh gọi điện thoại kêu người đến đi, chỉ cần là người trong giới hội họa ở Hoa Hạ hiểu biết vẽ vời, anh vì tiện gọi ai cũng được. Ngu Hồng Sương nhẹ gật đầu, vô cùng mạnh mẽ nói. Được rồi. Khóe miệng Diệp Thu hơi câu lên, lập tức lấy ra điện thoại di động tìm kiếm trong danh sách người liên hệ mà bọn người capuchi với trần xuyên thấy thế này bên trong ánh mắt tràn đầy vẻ xem thường dưới cái nhìn của bọn họ diệp thu thật sự là quá ngây thơ quá ngu rồi lấy địa vị của ngu hồng sương trong giới hội họa có ai dám đắc tội anh ta chứ audio điện tử võ tấn bền cho dù diệp thu thật sự gọi người đến nhưng người ta thấy đối thủ là ngu hồng sương chắc chắn trong nháy mắt cũng sẽ phản bội mà nói giúp ngu hồng xương, nịnh nọt ngu hồng xương. Cho nên bất luận rằng Diệp Thu có gọi ai đến thì cũng đều vô dụng, kết quả mọi chuyện đều như cũ. Không có cách nào, đây chính là sự tranh lệch về địa vị. Dù cho Diệp Thu thật sự có thực lực, nhưng địa vị lại tranh lệch quá nhiều so với ngu hồng xương. Không ai có thể giúp được anh. Cái này cũng chắc chắn rằng hôm nay anh sẽ thua chứ không nghi ngờ gì nữa. Cứ như vậy, dưới vô vàn ánh mắt xem thường của mọi người. Diệp Thu nhanh chóng tìm được một dãy số, bấm ra ngoài, thản nhiên nói, Murphilos, không phải ông muốn gặp tôi sao? Tôi đang ở hội liên hiệp họa sĩ ở châu Âu, cho ông 10 phút phải xuất hiện trước mặt tôi. Nói xong, Diệp Thu liền trực tiếp cúp điện thoại. Mọi người ở đây thấy thế đều sướng sờ. Ha ha ha. Lập tức, trong phòng họp bạo phát ra vô số tiếng cười nhạo xem thường. Ai nha má ơi, chắc chắn rằng tên nhóc này không phải đến để chọc cười chứ. Còn gọi điện thoại cho Murphy đại sư, còn bảo trong 10 phút Murphy đại sư phải đến, có phải là quá khoe khoang khoác lác rồi không? Ha ha ha, tên nhóc, có phải anh mắc chứng hoang tưởng không vậy? Anh biết số điện thoại của Murphy đại sư là bao nhiêu không? Giả dạ cũng giống thật đó. Khôi hài, thật sự quá khôi hài, đây là chuyện buồn cười nhất mà tôi nghe trong năm nay đó trong nhất thời, đám người nhao nhao cười nhạo. Diệp Thu, khoác lác cũng phải có giới hạn, thầy của tôi tồn tại thế nào chứ? Là đại sư hàng đầu thế giới đó, ngay cả đại sư huynh tôi muốn gặp mặt ông ấy đều phải hẹn trước sớm hơn một tuần, anh chỉ là một người vô danh, dùng một số điện thoại là có thể gọi được thầy tôi đến à? Anh diễn thế này cũng quá giả rồi đó. Cappucci nhìn Diệp Thu một chút, mặt mũi tràn đầy vẻ xem thường nói. Đúng đó, Sao anh không trực tiếp gọi điện thoại cho tổng thống Mỹ luôn đi? Khoác lác không làm bản nháp, anh Capucci với thư ký ngu cũng đều là học trò yêu thương của Murphy đại sư, ở trước mặt hai người họ, anh cũng còn dám khoác lác như thế, không sợ thổi phồng ra châu rồi tự mình nổ theo sao? Trần Xuyên một mặt mỉa mai nói, "Người trẻ tuổi, nếu như anh thật sự không thể gọi những người khác được, vậy thì nhận thua ngay đi, vở hài kịch này cũng nên kết thúc ở đây rồi, tôi không có nhiều thời gian nhìn anh diễn trò như vậy." Hơn nữa, xin anh đừng đứng trước mặt tôi, lấy cách này nhục nhã sư phụ tôi, bằng không thì đừng trách tôi không khách sáo với anh. Ngu hồng xương sầm mặt lại dùng giọng điệu băng lãnh nói. Hiển nhiên, tất cả mọi người đều không có bất kỳ ai cho rằng Diệp Thu sẽ gọi được Murphy đến. Bởi vì theo bọn họ nghĩ, đây hoàn toàn là chuyện không thể nào. Mà cú điện thoại Diệp Thu vừa gọi lúc này, trong mắt bọn họ hoàn toàn chính là một chuyện cười. Diệp Thu không có phản ứng lại với đám người, mà là ngồi xuống ghế, nâng hai chân lên, lẳng lặng chờ đợi. Thấy thế, vẻ khinh bỉ trên mặt mọi người lập tức càng tăng thêm. Theo bọn họ nghĩ, rõ ràng Diệp Thu này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngược lại bọn họ muốn xem xem, 10 phút sau, Diệp Thu sẽ kết thúc như thế nào. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mắt thấy thời gian trôi qua được 9 phút 58 giây, lúc sắp chạm đến 10 phút. Rầm! Đột nhiên chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cửa phòng họp bị người bên ngoài đẩy ra. Một ông lão người nước ngoài có mái tóc trắng như tuyết, giữ bộ dâu quai nón màu trắng, con người màu xanh lam xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Đám người bên trong phòng họp thấy thế này, ngoại trừ Diệp Thu ra, trong nhất thời tất cả đều ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt gương mặt hiện lên đầy vẻ ngạc nhiên kinh sợ. Bởi vì ông lão người nước ngoài này, phàm là người lăn lộn trong giới hội họa, trên cơ bản tất cả đều biết Người này không phải ai khác, mà chính là đại sư hội họa nổi danh đứng đầu trên toàn thế giới, Murphy. Nghe nói một bức tranh ông ấy tùy tiện vẽ, đều có thể đấu giá được ngàn vạn. Tác phẩm chất lượng tốt thì giá trị càng hơn mấy trăm triệu thậm chí một tỷ trở lên. Thậm chí lấy độ hot của ông ấy bây giờ trong giới hội họa, tùy tiện vẽ một con ruồi trên giấy, đều có thể bán được giá mấy chục vạn mấy trăm vạn. Cho nên gọi ông ấy là người máy in tiền cũng không quá đáng. Mà bây giờ... Ông lão động ngón tay một cái thì có thể gây nên sóng gió trong giới hội hỏa. Giờ phút này trên đầu lại đầy mồ hôi, trên mặt biểu hiện đầy suốt ruột cùng lo lắng. Thật sự giống như sợ sẽ bỏ lỡ cái gì. Thầy! Giờ phút này ngô hồng xương với Capucci cũng đều là kinh ngạc đến hỏng rồi. Hiển nhiên hai người cũng không nghĩ tới, thế mà Murphy sẽ xuất hiện ở đây. Thế là, hai người liền vội vàng đứng lên, đón tiếp Murphy. Thầy! sao thầy lại đến đây thế, nếu sớm biết thầy đại giá Quang Lâm, con đã cử xe chuyên dùng đến đón thầy rồi. Ngu Hồng Sương nhìn Murphy, một mực cung kính nói. Đúng vậy đó thầy, không phải là thầy nhớ con và đại sư Huynh chứ. Lần sau thầy cứ gọi điện thoại cho con với đại sư Huynh là được rồi, hai chúng con lập tức liền sẽ đi thăm thầy, sao dám làm phiền thầy tự mình đi một chuyến chứ. Capucci một mặt nịnh nọt nói. Nhưng mà, Murphy hoàn toàn không có phản ứng lại hai người, thậm chí ngay cả nhìn cũng đều không nhìn hai người một chút. Ông ấy trực tiếp vòng qua hai người, dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, bước nhanh đến bên cạnh Diệp Thu. Chỉ nghe, phù phù. Một tiếng. Murphy trực tiếp cong hai chân, quỳ xuống với Diệp Thu. Một màn này, trực tiếp làm mọi người ở đây choáng váng. Hai sư huynh đệ ngu hồng xương cùng Capuchi càng sướng sở ngay tại chỗ, Giống như bị người dội một chậu nước lạnh từ đầu đến chân, ngây ra như phỗng. Quả thật bỏ họ không tin những gì nhìn thấy là thật. Murphy, đại sư hàng đầu thế giới, vậy mà quỳ xuống trước mặt hạng người vô danh như Diệp Thu. Đây là hình ảnh đến nằm mơ bọn họ cũng không dám nghĩ mà, mà bây giờ lại diễn ra trước mặt bọn họ chân thực đến như thế. Chuyện này chấn động khỏi phải nói khi đập vào thị giác của bọn họ, mặt mũi của từng người lờ mờ, lần thứ hai ngoác miệng thành hình chữ "O". Đúng lúc này, Murphy lại dập đầu ba cái với Diệp Thu, một mực cung kính nói, thầy à, thầy làm học trò tìm thật cực khổ mà, cuối cùng học trò cũng được gặp thầy rồi. chương 102, các người thật sự là mắt chó đuôi mù. Ngu Hồng Sương với Capucci hai người nhìn nhau một chút, đều từ bên trong ánh mắt đối phương thấy một vẻ chấn động kinh ngạc. Diệp Thu là thầy của Murphy Los Vậy không phải là, sư ông của bọn họ sao? Vừa nghĩ tới chuyện này, cơ thể hai người đều không tự chủ được mà run một cái, lập tức vội vàng đi đến bên cạnh Murphy Loss, nhìn Murphy Loss, mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu, hỏi, thầy ơi, người này cuối cùng là ai thế, vì sao đến thầy cũng. Nhưng mà, hai người còn chưa nói xong. Murphy Loss đã quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn hai người một chút, dùng giọng nói lạnh lùng đáp, thứ bất kính, còn không mau quỳ xuống, chào sư ông của các người. Cái gì? Trong giây lát, sắc mặt hai người thay đổi mặc dù bọn họ cũng vừa đoán được. Nhưng giờ phút này biết được từ chính miệng Murphy Loss, sự run rẫy kia càng mãnh liệt không thể nghi ngờ. Làm sao, chả lẽ bây giờ lời nói của tôi cũng không sử dụng được sao? Được lắm, bây giờ cánh hai đứa cứng cáp rồi, sau này đừng gọi tôi là thầy nữa. Murphy lốt trừng mắt với ngu hồng xương và Capucci vẫn còn chậm chạp không chịu quỳ xuống, dùng giọng điệu lạnh lùng nói. Nghe xong lời ấy, hai người bị dọa đến thay đổi sắc mặt, phù phù, một tiếng, liền vội vàng quỳ xuống với Diệp Thu. Bọn họ cũng không dám làm cho Murphy Lux tức giận. Không phải Murphy Lux quính mắt, không còn nhận hai học trò bọn họ nữa, đó đối với bọn họ mà nói, có thể là một đòn đánh chí mạng. Bởi vì bất luận là Capucci hay là Ngu Hồng Sương, hai người có thể có được địa vì cùng thành tựu thế này trong giới hội họa, phần lớn là vì đều dựa vào danh tiếng của Murphy Lux. Nếu như không có cái hào quang, đồ đệ của Murphy Lux hai người tuyệt đối không có khả năng có được trình độ như bây giờ. Mà một khi mất đi cái hào quang này, hai người rất nhanh liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Cho nên, đối với Murphy Lux, hai người không chút nào dám đắc tội. "Gọi sư ông." Murphy Lux hung hăng trợn mắt nhìn hai người một chút. "Sư, sư ông." Hai người nhìn Diệp Thu, một mặt lúng túng khó xử mà kêu lên. "Phải biết trước đó 10 phút. Bọn họ vẫn còn đang chế giễu Diệp Thu, có cảm giác Diệp Thu đang khoác lác. Thật không nghĩ đến, Diệp Thu thật sự gọi được Murphy Los đến. Hơn nữa, vậy mà còn có thân phận là thầy của Murphy Los. Chuyện này khiến cho hai người trong giờ phút này khỏi nói cũng có biết bao nhiêu lúng túng khó xử, mặt sắp bị vả đến xương rồi. Nếu như bây giờ trên đất có cái lỗ, hai người tuyệt đối sẽ không chút do mà nhảy xuống không biết thầy vội vã gọi học trò đến đây như thế là vì có chuyện gì thế ạ? À? Murphy Lốt ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thu, trên mặt lập tức đổi thành dáng vẻ cung kính, hỏi. Cũng không có chuyện gì lớn, tôi với người ta bàn luận về hội họa, cho nên muốn ông tới làm trọng tài. Diệp Thu nhàn nhạt mói. Cái gì? Hiện tại ở trên đời, vậy mà còn có người dám bàn luận hội họa với anh? Ai thế? Tôi ngược lại muốn xem xem là người nào không biết lượng sức cả người Murphy Lutz đều sững sờ, một mặt quái dị hỏi. Nhưng mà ngu hồng xương với Capucci quỷ gối một bên nghe thấy lời ấy, chỉ cảm thấy sắc mặt ngày càng đỏ lên, đầu cũng sắp chôn xuống đúng quần rồ. Ây, chính là tên học trò lớn yêu quý kia của ông đó. Diệp Thu liếc qua ngu hồng xương, một mặt cân nhắc nói. Nghe lời ấy, sắc mặt của Murphy Lopes lập tức trầm xuống, quay đầu hung hăng chừng mắt nhìn ngu hồng xương, lạnh lùng nói, có thể sao, ngô hồng sương bây giờ đúng là cậu càng ngày càng bành trướng mà ngay cả sư ông của cậu mà cũng dám gây chiến có biết sư ông của cậu bây giờ đang là ngôi sao hàng đầu trong giới hội họa không chỉ bằng chút tài năng kia của cậu cũng dám luận bàn với sư ông của cậu sao cậu không lên trời luôn con ban đầu con cũng đâu biết anh ta chính là sư ông chứ nếu như biết được cho dù đánh chết con con tuyệt đối cũng không dám luận bàn với anh ta sắc mặt của ngu hồng xương thay đổi, run rẩy nói. Giờ phút này anh ta không còn dáng vẻ phách lối của sư phụ họa sĩ hàng đầu nữa, càng giống đứa trẻ làm chuyện sai hơn, hoàn toàn không dám phản bác. Hừ, thứ không biết tự lượng sức mình. Murphy lốt trợn mắt nhìn ngu hồng xương một chút, lập tức quay đầu nhìn về phía Diệp Thu, vô cùng cung kính nói, thầy à, là tên nhóc này không hiểu chuyện, mạo phạm thầy, mong thầy đừng chấp nhặt với nó. Không sao, luận bàn một chút, cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là, rõ ràng thua xong lại không nhận nợ, đây cũng có thể coi là điểm bại của nhân phẩm rồi. Diệp Thu xoa xoa tay, cười nhạt nói. À, dám hỏi thầy là cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra thế? Lông mày của Murphy lốt hơi nhíu lại, nghi ngờ nói. Tên học trò này của ông thua không nhận nợ, còn ủy vào mình là thư ký trưởng chó má gì đó, bảo đám người này nói giúp anh ta, bảo rằng anh ta vẽ tốt hơn, cho nên tôi mới gọi ông đến. Nhìn xem cuối cùng là ai thắng. Diệp Thu nhàn nhạt nói. Sau khi Murphy Loss nghe xong, chỉ cảm thấy mình sắp bị ngu hồng xương làm bay hết mặt mũi rồi. Ông ấy vội vàng ôm quyền với Diệp Thu, vô cùng cung kính nói, dám hỏi thầy, bây giờ học trò có thể đứng lên không? Đương nhiên, Diệp Thu gật đầu một cái. Cảm ơn thầy nhiều. Murphy Loss dập đầu một cái với Diệp Thu, thế mới dám đứng lên. Chuyển người đi đến trước bàn. Đầu tiên ông ấy quét mắt qua bức tranh tám con ngựa của Ngu Hồng Sương vẽ, sau đó lại nhìn chằm chằm bức vẽ tám con ngựa của Diệp Thu một hồi lâu, một bên nhìn, một bên nhìn không được lắc đầu cảm thán nói, không hổ nét bút phát ra từ thầy, ý cảnh cao thâm như thế, học trò thật sự theo không kịp. Nói xong, Murphy Lốt đột nhiên ngẩng đầu lên, hung hăng quét qua bọn người Ngu Hồng Sương một chút, tức giận mắng các người thật là mắt chó đuôi mù. Thầy ta vẽ tác phẩm như thần, bọn các người thế mà nói bản vẽ phế phẩm kia của ngu hồng xương tốt. Lẽ nào con mắt của các người chỉ dùng để xả giận thôi sao? Sắc mặt của bọn người Trần Xuyên lập tức thay đổi, lập tức từng người đều cúi đầu, bị dọa đến không dám thở mạnh chứ đừng nói chi là phản bác. Đùa gì thế? Đây chính là đại sư hàng đầu thế giới Murphy Lodge. Sao bọn họ dám nói gì chứ? Trừ phi là không muốn lăn lộn trong giới hội họa nữa. Khiến trách đám người xong, Murphy Lox quay đầu nhìn về phía Ngu Hồng xương, lạnh lùng nói, tôi thấy chức bí thư trưởng của cậu sau này càng ngày càng bành trướng rồi, hồi nữa tôi sẽ chào hỏi chủ tịch tổng hiệp hội của các người, để ông ta trực tiếp cách chức cậu, cậu đàng hoàng trở về nhà nghiên cứu hội họa cho tôi đi. A, à, sắc mặt của Ngu Hồng Xuyên thay đổi, liền bước lên phía trước muốn ôm đùi Murphy Lox, xin tha, đừng mà thầy ơi, con biết sai rồi, con nhất định sẽ thay đổi, cầu xin thầy đừng bảo chủ tịch hiệp hội cách chức con bớt nói nhảm đi, nói thêm một câu nữa, tôi trục xuất cậu khỏi sư môn. Murphy lốt lạnh lùng nói. Ngu hồng xương bị dọa đến không dám lên tiếng nữa. Chuyện này có liên quan gì đến cậu sao? Murphy lốt lại quét mắt qua Capucci một chút, lạnh giọng hỏi. Con, Capucci trong giây lát thay đổi sắc mặt, lập tức vội vàng nhìn về phía Diệp Thu, đi đến dập đầu ba cái, cầu xin tha thứ, thầy à, tôi biết sai rồi, tôi nhận thua, xin thầy bỏ qua cho tiểu nhân, buông tha cho tôi một lần đi, tôi đảm bảo, sau này tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu thầy với thầy tôi nữa. Anh nói là có thể tính toán, chương 103, gia tộc tư khắc đặc. Nghe lời ấy của Diệp Thu, Capucci lập tức như nhận được đại xá, liền vội vàng dập đầu ba cái liên tục với Diệp Thu, lập tức chạy như bay khỏi phòng hội nghị. Cậu còn không nhanh cút. Murphy lốt hung hăng trợn mắt nhìn ngu hồng xương còn đang quỳ dưới đất một chút, lạnh giọng quát lớn. Nghe thế, Ngu Hồng Sương một mặt đau khổ chua chát há miệng ra, cuối cùng lại thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng đứng lên chuẩn bị rời khỏi phòng hội nghị. Mà từ nay về sau, chức bí thư trưởng của Hiệp hội Hội họa ở Hoa Hạ, coi như cũng không còn liên quan đến anh ta nữa. Đợi sau khi Capucci cùng Ngu Hồng Sương cùng nhau rời đi. Diệp Thu cũng từ trên ghế đứng lên. Thấy vậy, Murphy Los liền gấp gáp cung kính nói, thầy ơi, đã lâu không gặp, không biết tôi có thể mời thầy ăn một bữa cơm không? Lời nói này vừa dứt, Mọi người đều phóng ánh mắt hâm mộ về phía Diệp Thu. Có thể cùng Murphy lúc ăn cơm, đối với người trong giới hội họa mà nói, thật sự đúng là vinh quang lớn lao mà. Chuyện này làm cho bọn họ đố kỵ muốn chết. Nhưng mà, chỉ thấy Diệp Thu xoa xoa tay, một mặt lạnh nhạt nói, không cần, tôi còn phải về nhà lau nhà nấu cơm, có thời gian lại nói đi. Nói rồi, Diệp Thu liền trực tiếp đi đến phía cửa phòng hội nghị. Murphy lốt cả người đều sững sờ, lập tức vội vàng hỏi, không biết thầy có thể nói cho học trò biết, bây giờ thầy đang ở đâu không? Hãn Hải Lam Thành. Diệp Thu nhàn nhạt nói. Hãn Hải Lam Thành. Vâng, học trò nhớ rồi, hôm khác học trò sẽ tự mình đến nhà bái phòng. Murphy lốt ôm quyền, vô cùng cung kính nói. Nhưng mà, Diệp Thu vốn dĩ đang muốn nhanh chóng rời khỏi cửa lớn của phòng hội nghị, lại là đột nhiên ngừng lại tại chỗ. Mở chuyện cười cả nước à, nếu như Murphy lốt đến nhà thăm lúc Lâm Thanh Nhã cũng có ở nhà. Vậy thân phận của mình không phải sẽ bị bại lộ sao? Phải biết, Lâm Thanh Nhã là fan trung thành của Murphy Lopes, khẳng định trong phút chốc sẽ nhận ra Murphy lốt ngay. Đến lúc đó mình phải giải thích thế nào chứ? Nghĩ đến chuyện này, sắc mặt của Diệp Thu liền thay đổi, liền vội vã quay người, dặn dò, lúc muốn đến phải gọi điện thoại báo trước cho tôi đó, nhận được đồng ý của tôi mới được đi, có biết chưa? Hiểu rồi. Murphy Lốt không dám có bất kỳ nghi ngờ gì, vội vàng gật đầu. Thấy thế, Diệp Thu đây mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm đi ra ngoài cửa phòng hội nghị. Trở lại Hãn Hải Lam Thành. Diệp Thu vừa đi đến trước biệt thự, liền phát hiện trước cửa biệt thự có một chiếc xe thể thao Bugatti Veyron phiên bản giới hạn đậu ở đó. Đối với chiếc xe này, Diệp Thu tương đối quen thuộc. Đó chính là chiếc xe của cấp dưới của anh Âu Dương Hạo. Quả nhiên, Diệp Thu vừa mới dừng bước chân, cửa xe liền mở, Âu Dương Hạo từ bên trong xe đi xuống. Cùng lúc này, bên ghế phụ lái cũng có một bóng dáng đi xuống. Đó là một người đàn ông người nước ngoài trẻ tuổi đẹp trai, trong tuổi tác ước chừng khoảng 25 tuổi. Đối với người này, Diệp Thu đúng là có một chút ấn tượng bởi vì người này chính là con cả của tộc trưởng gia tộc tư khắc đặc ở châu âu khố lạc cũng không nên coi thường cái gia tộc tư khắc đặc này đây là gia tộc vô cùng giàu có hàng trăm năm ở châu âu toàn bộ gần một phần ba nền kinh tế mạch máu ở châu âu đều nằm trong tay bọn họ quản lý có thể nói chân chính là giàu có nhất nước có thể cái này a nói tại châu âu chỉ cần tư khắc đặc biệt gia tộc đập mạnh đập mạnh chân như vậy toàn bộ châu âu đều sẽ đi theo jun ba jun mà khố lạc này, chuyện tiên hiệp hay, lại là con cả của tộc trưởng, từ nhỏ đã được xem như người kế thừa mà đem đi bồi dưỡng. Tương lai tất nhiên sẽ tiếp nhận và quản lý gia tộc tư khắc đặc. Địa vị của anh ta, có thể nghĩ, tuyệt đối là trên vạn người. Người giàu, quan lớn gì ở trước mặt anh ta, cũng đều thua xa. Nhưng mà, đang đi xuống xe, một khắc nhìn thấy Diệp Thu trở đi. Trên mặt khố lạc trong nháy mắt hiện đầy vẻ cung kính, vội vã hùng hục tiêu sái đi đến trước mặt Diệp Thu, không người cung kính chào Diệp Thu, nói anh Diệp, khố lạc không có chuyện gì thông báo trước với anh Diệp mà đã đến nhà bái phỏng, thành thật xin lỗi. Cậu tìm tôi có chuyện gì? Diệp Thu híp híp hai mắt, nhàn nhạt hỏi. Lần này tôi đến Giang Châu, là muốn cùng mấy công ty trong nước ở Giang Châu bàn chuyện hợp tác một chút, cha tôi biết anh Diệp đang định cư ở Giang Châu, cho nên đặc biệt dặn dò tôi, sau khi đến Giang Châu, nhất định phải đi đến thăm hỏi anh trước, để tôi thay ông ấy hỏi thăm sức khỏe anh cho nên tôi đây mới nhờ anh âu dương làm phiền anh ấy dẫn tôi đến chỗ của anh khố lạc thận trọng nói như thế này à vậy cậu báo tin cho cha cậu nói tôi rất tốt không cần ông ấy quan tâm diệp thu khoát tay một cái nhẹ như mây gió nói vâng tối nay tôi lập tức trả lời cho ông ấy chắc chắn sau khi ông ấy biết tình hình của anh nhất định sẽ vô cùng vui vẻ khố lạc liền vội vàng gật đầu một cái Mỉm cười nói: "Không có chuyện gì khác, thì cậu đi đi, tôi còn có chuyện phải làm." Diệp Thu nhàn nhạt nói: "Nhưng mà, đừng thấy anh bề ngoài nhẹ như mây gió. Thật ra trong lòng của anh đã hoảng hốt đến rối ren rồi. Mắt thấy sắp đến chiều, mà sàn nhà biệt thự còn chưa lau, cơm cũng chưa nấu. Đây nếu như để cho Lâm Thanh nhã trở về biết được, Diệp Thu không còn dám tưởng tượng tiếp." cho nên anh phải nhanh chóng đuổi khố lạc đi mới được. Vâng, chuyện mà anh Diệp bận chắc chắn là chuyện lớn, vậy tôi cũng không làm phiền anh Diệp nữa, tôi có khả năng sẽ ở lại Giang Châu một quãng thời gian, nếu anh Diệp có điều gì cần đến tôi xin mời cứ việc phân phó. Khố lạc ôm quyền, mặt mũi tràn đầy cung kính mà nói. Ừm, Diệp thu khoát khoát tay, lập tức đi vào trong biệt thự. Nhìn qua bóng lưng vội vã của Diệp Thu, khố lạc cũng sướng sờ, lập tức xoay đầu nhìn âu dương hạo một mặt nghi ngờ hỏi anh âu dương sau này anh diệp thật sự sẽ định cư ở giang châu sao trước mắt tạm thời là thế này âu dương hạo gật đầu một cái tôi nghe nói anh diệp đã kết hôn rồi không biết đến cuối cùng là người phụ nữ như thế nào vậy mà có thể may mắn gả cho anh diệp đây quả thật là phúc phận tích được từ kiếp trước của cô ấy anh âu dương có biết đây là người nào không khố lạc thử dò xét lấy mạng lưới tình báo của gia tộc âu dương các người muốn tìm hiểu chuyện này, hẳn là không khó đâu. Âu Dương Hạo híp híp hai mắt, một mặt cân nhắc nói. Nghe lời ấy, sắc mặt khố lạc thay đổi, liền vội vàng lắc đầu, không không không, anh Âu Dương cũng đừng nói bừa, khi anh Diệp còn chưa đồng ý, gia tộc tư khác đặc chúng ta nào dám tự mình tìm hiểu việc riêng tư của anh Diệp chứ, đây chính là tội chết. Biết là tội chết, vậy thì không cần hỏi bừa, biết càng ít càng tốt, không thì lão đại của chúng ta cũng không ngại giống năm đó đâu, để cho tất cả thế lực ở châu Âu của các người sáo bài, hiểu không?" Âu Dương Hạo cười lạnh nói. "Hiểu rồi, hiểu rồi." Khố Lạc Tháo mồ hôi lạnh cả người, vội vã gật đầu một cái, ôm quyền cảm kích nói, "Cảm ơn anh Âu Dương đã nhắc nhở." Chương 104: Phiền phức của Lâm Thanh Nhã. Tập đoàn Lâm thị, văn phòng giám đốc điều hành. Giờ phút này, Lâm Thanh Nhã đang xem xét cẩn thận một số tài liệu hợp đồng trên bàn bởi vì cả ngày hôm qua không đến công ty có rất nhiều chuyện tồn ở nơi này của cô cho nên cô phải nhanh chóng xử lý mới được nếu không mà để cho đám người ở hội đồng quản trị kia bắt được nhược điểm của cô đó chính là phiền phức của cô mà ngay cả lúc này cửa văn phòng giám đốc bị người ở bên ngoài đẩy vào thư ký chu thiến với đôi tất đen cao bước vào tổng giám đốc lâm xảy ra chuyện rồi vừa tiến vào văn phòng giám đốc Chu Thiến lập tức mở miệng nói. Hả? Lâm Thanh nhã nhăn nhăn đôi mi thanh tú, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Thiến, nghi ngờ nói thế nào? Không phải trước đó cô luôn cùng với tập đoàn tư khắc đặc ở châu Âu bàn chuyện hợp tác sao? Vừa này, Thomas phó chủ tịch chi nhánh của tập đoàn bọn họ ở Hoa Hạ đột nhiên lại gọi điện đến bảo rằng sẽ vĩnh viễn không hợp tác với tập đoàn Lâm Thị nữa, trừ phi. Nói đến đây, Chu Thiến không còn dám nói tiếp nữa. Trừ phi cái gì? gương mặt nhỏ của lâm thanh nhã phát lạnh lạnh giọng hỏi trừ phi lâm thị đổi tổng giám đốc chấp hành khác chu thiến thấp đầu nhỏ giọng nói ầm um, lâm thanh nhã hung hăng ném tập văn kiện đang xử lý xuống cái bàn trước mặt mặt nhỏ lạnh lại hỏi làm sao bọn họ có gì không vừa ý với tôi chuyện này cụ thể thế nào tôi cũng không biết nữa thái độ của phó chủ tịch chi nhánh tập đoàn bọn họ ở hoa hạ bên kia vô cùng cứng rắn nhất định phải đổi cô nếu không thì kiên quyết không hợp tác mà cô cũng biết, việc hợp tác với tập đoàn tư khắc đặc quan trong với Lâm Thị như thế nào, việc này liên quan đến tương lai sự phát triển 20 năm của chúng ta, cho nên chuyện lần này gây nên ồn ào rất lớn, đã kinh động đến hội đồng quản trị bên kia rồi. Chu Thiến lắc đầu, sắc mặt khó coi nói. Sao hội đồng quản trị bên kia biết được? Có người thông báo cho bọn họ. Lâm Thanh nhã híp híp hai mắt, lạnh giọng hỏi. Chuyện này, tôi cũng không rõ lắm, Chu Thiến một mặt mờ mịt lắc đầu. Chỉ sợ chuyện này không hề đơn giản, sao tôi có cảm giác giống như đặc biệt nhắm vào tôi vậy nhỉ? Lâm Thanh nhã híp hai mắt, lạnh lùng nói. Mà ngay lúc này, cửa văn phòng giám đốc điều hành lần nữa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một người đàn ông mặc âu phục màu trắng trẻ tuổi bên ngoài bước vào. Nhìn thấy người này, gương mặt nhỏ của Lâm Thanh nhã trong dây lát lạnh lại. Bởi vì người vừa tới không phải ai khác, chính là em họ vẫn luôn đối đầu với nhà họ lâm lâm vĩ tổng giám đốc lâm mấy ngày không gặp từ lúc chia tay đến giờ không có chuyện gì chứ lâm vĩ nhìn lâm thanh nhã một mặt đắc y nói lập tức cậu ta cũng không khách khí trực tiếp đi đến sofa ngồi xuống ngồi bắt chéo chân lên không biết còn tưởng rằng cậu ta chính là chủ nhân của văn phòng tổng giám đốc điều hành này lâm thanh nhã khoát khoát tay với chu thiến ra hiệu chu thiến rời đi trước lập tức cô đứng dậy đi tới trước mặt lâm vĩ hai tay ôm ở trước ngực trừng mắt với lâm vĩ lạnh giọng hỏi cậu đến làm gì thế rảnh rỗi không có việc gì đến công ty của mình dạo chơi cũng không được hay sao lâm vĩ nhếch lên một nụ cười đắc ý rất là phách lối hỏi công ty của chính cậu tập đoàn lâm thị lúc nào thành công ty của chính cậu rồi hả lâm thanh nhã trợn mắt nhìn lâm vĩ một chút lạnh giọng hỏi rất nhanh sẽ thành hơn nữa chắc là chị cũng đã nhận được tin rồi nhỉ. Khóe miệng của Lâm Vĩ khẽ nhách, mặt mũi tràn đầy phách lối nói. Tin tức gì? Lâm Thanh Nhã cả người đều sướng sờ, lập tức nhanh chóng phản ứng lại, gương mặt nhỏ lạnh lại, lạnh giọng hỏi, chuyện tập đoàn tư khắc đặc từ chối hợp tác, là cậu dở trò quỷ ở phía sau à? Ai nha, lời này sao có thể nói bừa vậy chứ? Là người ta không nguyện ý hợp tác với chị, chuyện này có liên quan gì đến tôi chứ? lâm vĩ giả vờ như vô tội trong mắt đều là đắc ý cùng phách lối như thế này dường như đang nói chính là ông đây làm đó sao nào chỉ có bắt được không lâm vĩ cuối cùng cậu muốn làm gì lâm thanh nhã hung hăng trợn mắt nhìn lâm vĩ một chút lạnh như băng nói cũng không muốn làm cái gì cả chỉ muốn tiếp quản công ty thuộc về tôi mà thôi lâm vĩ đứng thẳng người một mặt trêu tức nói đã mất đi hợp tác với tập đoàn tư khắc đặc một lần này hội đồng quản trị nói thế nào cũng phải khai trừ chị rồi. Chị nắm tập đoàn Lâm Thị trong tay lâu như thế, cuối cùng cũng nên trả cho tôi rồi. Chị cũng phải biết hậu quả của chị như thế nào rồi. Không có được hợp tác của tập đoàn Tư Khắc Đặc, kế hoạch phát triển tương lai của tập đoàn Lâm Thị trong 25 năm vạch ra đều đem đi ngâm canh, đến lúc tập đoàn Lâm Thị chịu tổn hại, đối với cậu mà nói có chỗ nào tốt chứ? Hai mắt của Lâm Thanh nhã gắt gao chừng Lâm Vĩ, lạnh giọng hỏi không không không, tập đoàn tư khắc đặc không đồng ý hợp tác với chị thôi. Ngón tay của Lâm Vĩ lắc lắc, cười lạnh nói. Cậu có ý gì? Sắc mặt Lâm Thanh Nhã thay đổi. Rất đơn giản, tập đoàn tư khắc đặc không đồng ý hợp tác với chị, như thế đổi một giám đốc điều hành, chẳng phải có thể tiếp tục hợp tác sao? Mà có thể đảm đương chức trách lớn như thế, chỉ có tôi. Khóe miệng của Lâm Vĩ, một mặt đắc y nói. Cậu mơ tưởng lâm thanh nhã hung hăng trợn mắt nhìn lâm vĩ một chút cắn răng dùng giọng lạnh lùng nói lâm vĩ cậu là loại người thế nào toàn bộ tập đoàn lâm thị từ trên xuống dưới đều hết sức rõ ràng ngoại trừ ăn uống vui chơi cậu còn làm được gì hội đồng quản trị làm sao có khả năng giao chức vị quan trọng này cho cậu thế nhưng hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể giao cho tôi bởi vì chỉ có tôi mới có thể thúc đẩy sự hợp tác của tập đoàn tư khác đặc bất kỳ người nào khác đều không được bao gồm cả chị Lâm Vĩ cười lạnh, rất là phách lối nói. Lập tức, cậu ta từ ghế sofa đứng dậy, đi ra ngoài văn phòng tổng giám đốc điều hành. Lúc sắp đi đến cửa văn phòng tổng giám đốc điều hành, Lâm Vĩ đột nhiên quay người, nhìn Lâm Thanh nhã nói, "Đúng rồi, quên nói với chị, tôi đã thông báo cho từng thành viên của ban hội đồng quản trị, thứ hai sẽ tổ chức đại hội đồng sự." Hơn nữa ngày đó phó chủ tịch chi nhánh tập đoàn bọn họ ở Hoa Hạ bên kia của tập đoàn tư khác cũng đến, nhìn thấy tôi như vậy anh ta liền sẽ trực tiếp ký hợp đồng hợp tác với chúng ta. Đợi đến lúc đó, tôi hy vọng chị cũng có thể ra trận, tận mắt chứng kiến tôi lên chứ, ha ha ha. Nói xong, Lâm Vĩ mặt mũi tràn đầy ý cười rời đi. Nhìn qua bóng lưng rời đi của Lâm Vĩ. Lâm Thanh nhã cắn chặt răng, gương mặt nhỏ lạnh tới cực điểm. Mặc dù không biết Lâm Vĩ dùng cách gì để thuyết phục Thomas, để Thomas nghe lời cậu ta nhưng cô tuyệt đối sẽ không để tập đoàn Lâm Thị rơi vào tay của cậu ta như thế này. Cũng không phải cô không bỏ quyền được. Mà Lâm Vĩ, căn bản chính là một công tử bột chỉ có thể ăn chơi chơi gái, làm sao hiểu được chuyện quản lý công ty thế nào chứ? Một khi tập đoàn Lâm Thị rơi vào trong tay cậu ta, không bao lâu, tập đoàn Lâm Thị sẽ xong đời. Phải nghĩ biện pháp ngăn cản Lâm Vĩ mới được, hôm nay là thứ bảy, cách thứ hai chỉ còn lại một ngày chương 105, rửa chân cho Lâm Thanh Nhã. Diệp Thu lấy tốc độ nhanh nhất để tổng dọn vệ sinh cả khu biệt thự. Sau khi đã làm cơm tối xong, liền ngồi trên ghế sofa đợi Lâm Thanh Nhã đi làm về. Nhìn sắc trời đã dần tối. Thường thì vào lúc này, Lâm Thanh Nhã đã sớm về đến nhà. Nhưng hôm nay lại không hề thấy một bóng người nào cả. Nghĩ đến đây, Diệp Thu nhíu mày, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác hơn là kiên nhẫn tiếp tục chờ cứ như vậy kéo dài đến khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ bên ngoài biệt thự rốt cuộc cũng vang lên tiếng gầm quen thuộc của chiếc ferrari kia diệp thu bước nhanh đến cổng biệt thự lâm tổng đã về rồi nhìn thấy lâm thanh nhã xuống xe diệp thu với gương mặt tươi cười chào đón ừ lâm thanh nhã thở ơ đáp lại diệp thu một tiếng sau đó đi thẳng vào trong biệt thự thấy vậy diệp thu cau mày mặc dù thái độ thường ngày của lâm thanh nhã đối với anh cũng tương đối lạnh lùng nhưng hôm nay lại mang cho anh một cảm giác rất khác cho dù vẫn là giọng điệu lạnh lùng như mọi khi nhưng lại có thêm dấu vết của sự uể oải sen lẫn trong đó hơn nữa sắc mặt của lâm thanh nhã cũng không dễ nhìn phảng phất như cô ấy đang gặp phải việc gì khó khăn vậy nghĩ đến đây diệp thu vội vàng đi theo mặt đầy quan tâm hỏi lâm thanh nhã lâm tổng em sao vậy tôi không sao lâm thanh nhã lắc đầu ngồi xuống sofa giọng điệu lãnh đạm hỏi làm cơm xong chưa đã xong rồi diệp thu vội vàng gật đầu một cái sau đó anh nhìn vẻ mệt mỏi trên gương mặt lâm thanh nhã dò hỏi lâm tổng anh thấy em làm việc một ngày cũng rất mệt rồi hay là em ngâm chân một chút trước cho đỡ mệt nhé thư giãn tinh thần rồi sau đó ăn cơm sau ngâm chân đôi mi thanh tú của lâm thanh nhã hơi nhíu lại suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý được nói xong lâm thanh nhã liền tựa vào ghế sofa duỗi thẳng đôi chân mảnh mai của mình đến trước mặt diệp thu đôi chân thon dài thẳng tắp ấy được quấn trong một đôi tất lụa màu đen trông đặc biệt quyến rũ mê người diệp thu nuốt khan vội vàng đi lấy một chậu nước nóng có nhiệt độ vừa phải tới nhìn lâm thanh nhã hỏi lâm tổng nước rửa chân đây em tự rửa hay là anh giúp tôi rửa đi lâm thanh nhã dựa vào ghế sofa hơi nheo mắt giọng điệu mệt mỏi nói anh anh giúp em rửa sao diệp thu sửng sốt trong chốc lát nhưng ngay sau đó sốt tinh thần tỉnh táo lại thành thật mà nói anh và lâm thanh nhã kết hôn đã lâu như vậy ngoại trừ lần lâm thanh nhã bị bỏ thuốc kia hai người bọn họ căn bản chưa từng tiếp xúc thân mật với nhau hơn nữa lần bỏ thuốc đó lại trong hoàn cảnh ý thức của lâm thanh nhã rất mơ hồ mà bây giờ Lâm Thanh Nhã lại chủ động yêu cầu anh giúp cô ấy rửa chân. Nên biết rằng đôi chân ngọc ngà của phụ nữ là một bộ phận vô cùng riêng tư. Có phải điều này chứng tỏ Lâm Thanh Nhã đối với anh không còn quá bài xích như trước nữa? Nghĩ đến đây, Diệp Thu vô cùng kích động, nhanh chóng bưng chậu nước ngồi xổm xuống trước đôi chân đang mang tất lụa đen mảnh mai của Lâm Thanh Nhã, ngẩng đầu nhìn cô ấy, mặt đầy mong đợi hỏi: "Lâm tổng, anh bắt đầu nhé?" "Ừ." lâm thanh nhã đáp lại bằng một giọng điệu lạnh như băng sau đó cởi giày cao gót của mình ra vươn đôi chân ngọc tinh xảo đang được bọc trong lụa đen đến trước mặt diệp thu ngửi được mùi hương thoang thoảng từ đôi chân ngọc ngà đang bọc trong lụa đen kia hơi thở của diệp thu trở nên có chút rồn rập hai tay anh run run nhẹ nhàng và chậm rãi cởi chiếc tất đen trên chân lâm thanh nhã ra một đôi chân tinh xảo trắng muốt bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt diệp thu làn da trắng nõn và mềm mại như thể được ngâm trong sữa bỏ nguyên chất vậy, trong suốt như pha lê, không một chút tỉ vết nào. Nó dường như là một tác phẩm nghệ thuật do Thượng Đế tạo ra, cực kỳ xinh đẹp và hoàn hảo. Khi người khác nhìn thấy nó, không ai là không muốn cầm nó trong tay và chơi đùa một phen. Diệp Thu hít một hơi thật sâu, theo bản năng cầm lấy đôi bàn chân ấy của Lâm Thanh Nhã xoa bóp vài cái. Điều này khiến Lâm Thanh Nhã đang dựa vào ghế sofa hơi nhíu đôi mày thanh tú lại một tí. Tuy nhiên, cô cũng không ngăn Diệp Thu lại. Vì trong đầu cô bây giờ tất cả đều là chuyện của công ty. Lần này, Lâm Vĩ đã gây phiền phức lớn cho cô. Một khi thất bại, tập đoàn Lâm thị từ nay sẽ nhanh chóng lao xuống dốc. Lâm Thanh Nhã giờ phút này đang suy nghĩ ngày mai nên nói như thế nào để thuyết phục Thomas của tập đoàn Scott từ bỏ việc ủng hộ cho Lâm Vĩ. Cho nên dĩ nhiên không có thời gian phản ứng gì với Diệp Thu. Mà cứ như vậy. Quảng cáo sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ. Lại càng giúp Diệp Thu chiếm được tiện nghi. Diệp Thu cầm đôi chân ngọc của Lâm Thanh Nhã và chơi đùa cùng chúng một lúc lâu. Mãi cho đến khi đã chiếm tiện nghi xong, lúc này anh mới đem đôi chân trắng nõn của Lâm Thanh Nhã đặt vào trong chậu, vấn đề xoa bóp chân cho Lâm Thanh Nhã mới được bắt đầu. Dựa vào việc nắm rõ các huyệt đạo trên cơ thể người, cùng với lực đạo kiểm soát vô cùng xuất sắc. Kỹ thuật massage của Diệp Thu so với bậc thầy chăm sóc chuyên nghiệp cũng không hề kém cạnh chút nào. Trong lúc nhất thời, một cảm giác thoải mái mãnh liệt từ lòng bàn chân không ngừng truyền đến. Điều này khiến cho đôi mày vốn cao có của Lâm Thanh Nhã dần dần giãn ra, ngay sau đó là cả người chìm đắm trong cảm giác vô cùng thoải mái. Tại khoảnh khắc này, mọi yêu sầu buồn bực trong lòng Lâm Thanh Nhã đều được xóa sạch. Tất cả muộn phiền cũng tạm thời được quên đi. Cô không còn nghĩ đến chuyện công ty nữa, chỉ muốn tận hưởng cái cảm giác dễ chịu tột độ này, hưởng thụ nó thật tốt mà thôi. Sau đó, Lâm Thanh Nhã thả lỏng bản thân, dựa vào ghế sofa, nhắm hai mắt lại, yên lặng hưởng thụ cảm giác khoan khoái không ngừng truyền đến từ lòng bàn chân. Có lẽ do thực sự quá mệt mỏi. Không lâu sau, Lâm Thanh Nhã liền chìm vào giấc ngủ. Thấy vậy, khóe Miên Diệp Thu hơi cong lên, đem chăn từ bên cạnh cầm đến đắp cho Lâm Thanh Nhã, sau đó tiếp tục ngồi xổm xuống xoa bóp chân cho cô. Cứ xoa bóp như vậy ước chừng một tiếng đồng hồ. Nếu là người bình thường chắc tay chân cũng đã sớm bị tê dần rồi. Nhưng Diệp Thu vẫn kiên nhẫn xoa bóp cho Lâm Thanh Nhã, sau đó dùng khăn lông đem đôi chân lau thật khô, rồi đặt cả người cô nằm thẳng trên ghế sofa. Làm xong hết tất cả mọi thứ. Diệp Thu chuẩn bị đem nước rửa chân bưng đi đổ. Không, tôi không đồng ý nhưng ngay tại lúc này, Lâm Thanh Nhã đang chìm trong giấc ngủ chờ tỉnh giấc, đột một ngồi bật dậy khỏi ghế sofa. Lâm Tổng, em không sao chứ? Khuôn mặt Diệp Thu hỏi với đầy sự quan tâm. Hả? Lâm Thanh Nhã sững sờ một lúc, sau đó cũng nhận ra được là mình đang nằm mơ, cô nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi cô mơ thấy với sự ủng hộ của Thomas, hội đồng quản trị đã quyết định bỏ phiếu để cho Lâm Vĩ tiếp nhận vị trí CEO của tập đoàn Lâm Thị điều này thực sự khiến cô bị dọa tỉnh giấc may mắn thay đó chỉ là một giấc mộng tôi không sao lâm thanh nhã hít một hơi thật sâu có chút buồn bã lắc đầu nhìn lâm thanh nhã như thế này diệp thu nhíu chặt hai hàng lông mày không nhịn được hỏi lâm tổng từ lúc về nhà đến giờ anh thấy tâm trạng của em vô cùng không ổn cứ lo lắng chuyện gì đó bên công ty đã xảy ra chuyện gì rồi sao nghe thấy lời này audio điện tử võ tấn bền chương 106, cuộc điện thoại xa lạ. Thành thật mà nói, đôi khi Lâm Thanh Nhã cũng thử tưởng tượng rằng, nếu chồng mình là một người toàn năng tài giỏi, chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Thì thật sự tốt biết bao. Nếu như vậy thì, bất luận mình gặp phải bất cứ vấn đề khó khăn nào cũng đều có thể tìm nhờ anh ấy hỗ trợ giúp đỡ. Cái cảm giác có một người mà mình có thể dựa vào, cảm giác được người khác bảo vệ. Thật đáng hâm mộ và khao khát biết bao nhưng mà tất cả những điều này chẳng qua chỉ là ảo tưởng vô căn cứ của riêng cô thôi trên thực tế diệp thu chồng cô chỉ là một chàng trai ở rể không có chút bối cảnh nào không tiền không quyền lực không địa vị lại còn phải ăn bám dựa vào cô nghĩ đến đây nội tâm của lâm thanh nhã tràn đầy mất mát cùng tuyệt vọng vì thế ngay tại thời điểm diệp thu hỏi tới lâm thanh nhã cũng biết rằng diệp thu đang quan tâm đến mình nhưng cô không nghĩ đến việc sẽ nói nhiều với diệp thu bởi vì cô thấy rằng cho dù diệp thu có biết chuyện đi chăng nữa thì chắc chắn anh cũng không giúp được gì chẳng bằng để diệp thu đứng ngoài vấn đề này không nên có bất cứ liên quan nào cả nếu không một khi việc tranh chấp lợi ích của công ty rồi sau đó lại dẫn đến tranh chấp trong gia đình nhà họ lâm như vậy chắc chắn người đầu tiên gặp xui xẻo chính là diệp thu dù sao thì anh cũng chỉ là một người ở rể không có chút chỗ dựa nào, rất dễ trở thành nơi chút giận của mọi người. Cho nên, đừng nói chuyện này cho Diệp Thu là tốt nhất. Đây cũng có thể coi là một loại bảo vệ cho Diệp Thu. Hít thở sâu, Lâm Thanh nhã lắc đầu, bình thản nói công ty không sao cả, chắc là do tôi bận rộn cả một ngày rồi, tương đối mệt, chúng ta ăn cơm trước đi. Thấy Lâm Thanh nhã không muốn nói nhiều. Diệp Thu cũng không truy hỏi nữa, chỉ gật đầu rồi đi vào bếp dọn đồ ăn trước cả buổi tối hôm đó anh cũng không hỏi gì thêm ngày hôm sau sáng sớm lâm thanh nhã đã thức dậy sau đó cô ngồi trong phòng khách ôm điện thoại và chờ đợi trong lo lắng ước chừng hơn nửa giờ điện thoại di động của lâm thanh nhã vang lên cô vội vàng nhận điện thoại nóng lòng hỏi chu thiến thomas có đồng ý với tôi không lâm tổng tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng dù tôi có nói bất cứ chuyện gì hay ho đi chăng nữa thomas cũng đều từ chối gặp cô cuối cùng anh ta trực tiếp cúp điện thoại của tôi thái độ của anh ta thật sự quá kiên quyết chu thiến cười khổ nói kiểm tra cho tôi kiểm tra vị trí hiện tại của anh ta một khi tìm được lập tức báo cáo ngay cho tôi tôi phải trực tiếp đến nơi gặp mặt anh ta khuôn mặt nhỏ nhắn của lâm thanh nhã run lên lạnh giọng nói vâng chu thiến đồng ý ngay sau đó vội vàng cúp điện thoại phái người đi điều tra vị trí của thomas còn Lâm Thanh Nhã thì tiếp tục ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, lo lắng chờ đợi. Sau khi rời giường nhìn thấy một màn này, Diệp Thu cũng nhíu đôi mày lại. Nếu hỏi thì Lâm Thanh Nhã cũng không muốn nói nên anh cũng không hỏi nhiều, cứ quét dọn vệ sinh như bình thường, chuẩn bị bữa sáng cho Lâm Thanh Nhã. Cứ như vậy, mãi cho đến 6 giờ chiều. Trong khoảng thời gian này, Lâm Thanh Nhã không biết đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại để dò la về tung tích của Thomas tuy nhiên lại không thu hoạch được gì mắt thấy màn đêm sắp buông xuống ngày cuối tuần này sắp kết thúc nếu tiếp tục không gặp được thomas một khi đến ngày mai cuộc họp hội đồng quản trị sẽ được tổ chức khi đó mọi thứ cũng đã kết thúc rồi vì vậy lâm thanh nhã vô cùng lo lắng không ngừng liên tục gọi điện cho chu thiến phải tìm được thomas bằng mọi giá tối nay cô nhất định phải gặp được anh ta diệp thu ngồi ngay bên cạnh lâm thanh nhã mặc dù Lâm Thanh Nhã không trực tiếp nói gì với anh. Nhưng qua những cuộc gọi của Lâm Thanh Nhã, anh cũng coi như biết được một ít tin tức. Dễ nhận thấy Lâm Thanh Nhã đang một mực tìm kiếm Thomas của tập đoàn Scott. Đối với tập đoàn này, Diệp Thu đương nhiên biết. Đây là tập đoàn kinh doanh được tạo ra bởi gia tộc giàu có Scott ở châu Âu, có tầm ảnh hưởng cực kỳ lớn trên thế giới, với mức độ giàu có đáng kinh ngạc. Nó chính là một trong những nguồn thu nhập chủ yếu nhất của gia tộc Scott. Chỉ là cái tên Thomas này, lần đầu tiên Diệp Thu mới nghe thấy, cũng chưa từng nghe nói qua. Dẫu sao thì Thomas chẳng qua cũng chỉ là phó tổng giám đốc chi nhánh Trung Quốc của tập đoàn Scott. Mà Diệp Thu bình thường hay liên lạc với người nào? Những chuyện khác tạm thời nói sau, tộc trưởng hiện tại của gia tộc Scott khi thấy anh cũng phải cúi đầu chào. Cho nên đối với tên Thomas vô danh tiểu tốt này, anh chưa nghe nói qua cũng rất bình thường. Chỉ là Tại sao hôm nay Lâm Thanh Nhã lại nhất định phải gặp mặt được tên Thomas này cơ chứ? Nghĩ đến đây, Diệp Thu lẻn vào phòng và gửi một tin nhắn cho Âu Dương Hạo, nhờ anh điều tra giúp xem nguyên nhân của việc này. Chỉ một lúc sau, Âu Dương Hạo liền gọi lại. "Lão đại, tôi đã điều tra được rồi." Sau khi cuộc gọi được kết nối, Âu Dương Hạo trực tiếp nói: "Chương 107, đúng là muốn tự tìm chỗ chết mà." Không lâu sau khi Lâm Thanh Nhã rời khỏi biệt thự, Diệp Thu cũng đi ra khỏi biệt thự, đón một chiếc ô tô rồi lặng lẽ đi theo phía sau. Lâm Thanh nhã lái chiếc Ferrari màu đỏ của mình, phóng nhanh một đường, chẳng mấy chốc đã đến nơi gọi là Massage chân Hoàng đế. Là một trong những câu lạc bộ trị liệu chân lớn nhất ở Giang Bắc. Xứng đáng với hai từ, Hoàng đế trong tên gọi. Bên trong được trang trí lộng lẫy như một cung điện. Vô cùng nguy nga và tráng lệ, mang một đẳng cấp khác biệt. Chính vì điều này mà nơi đây được những người thuộc tầng lớp thượng lưu vô cùng yêu thích. Tuy nhiên, Lâm Thanh Nhã bây giờ không có tâm trạng thưởng thức hay ngắm cảnh gì. Vừa bước vào massage chân hoàng đế, cô liền đi thẳng vào khu vực phòng VIP. Rất nhanh, đã đến trước cửa phòng riêng số 320. Lâm Thanh nhã nhẹ nhàng gõ cửa hai cái, ngay sau đó trực tiếp đẩy cửa bước vào. Bên trong căn phòng vô cùng rộng lớn. Một người đàn ông nước ngoài mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng đang thoải mái dựa vào chiếc ghế sofa bằng da thật. Trước mặt là một bác sĩ trị liệu chân chuyên nghiệp đang mát xa chân cho anh ta. Điều này làm cho khuôn mặt của những người đàn ông đầy sự tận hưởng và say mê, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng kêu đầy hưởng thụ. Thấy vậy, đôi con người xinh đẹp của Lâm Thanh nhã lóe lên một tia vui mừng. Bởi vì người đàn ông ngoại quốc này đúng là Thomas, phó tổng giám đốc chi nhánh Trung Quốc của tập đoàn Scott xem ra cuộc điện thoại xa lạ đó quả nhiên không lừa gạt mình. Lâm Thanh Nhã vội vàng bước tới, thấp giọng chào hỏi anh Thomas. Nghe vậy, Thomas, người đang nhắm mắt hưởng thụ mở mắt ra. Khi nhìn thấy Lâm Thanh Nhã trước mặt, anh ta sửng sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt chợt trầm xuống, lạnh giọng hỏi, Lâm Tổng, không phải tôi đã nói là không gặp cô nữa sao? Tại sao cô lại đuổi theo đến đây? Anh Thomas, tôi nghĩ giữa chúng ta chắc hẳn có sự hiểu lầm nào đó, vì vậy tôi nhất định phải gặp anh để giải quyết hiểu lầm này lâm thanh nhã hạ mình xuống và nói với một giọng khá lịch sự hiểu lầm thomas cười lạnh một tiếng nhìn lâm thanh nhã mặt đầy khinh thường nói lâm tổng cô nghĩ nhiều rồi giữa chúng ta thì có thể có hiểu lầm gì cơ chứ tôi chỉ đơn giản là không thích cô thôi tại sao anh thomas tôi không phải đã đắc tội gì với anh chứ lâm thanh nhã hỏi với vẻ mặt khó hiểu không có lý do gì cả không thích chính là không thích không cần lý do tôi vẫn giữ nguyên câu nói kia nếu như lâm thị muốn hợp tác cùng tập đoàn scott vậy hãy để cho lâm vĩ nhậm chức cô phải rời khỏi đã nghe rõ chưa thomas nhìn lâm thanh nhã một cách đầy ngạo mạn lâm thanh nhã cắn chặt răng đè nén cơn giận kiên nhẫn nói anh thomas tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện một cách đàng hoàng nếu anh thomas là một người hiểu biết thì nên rõ lâm vĩ căn bản không thể điều hành công ty được coi như tôi rời khỏi Hai người đạt được hợp tác với nhau đi, nhưng lúc đó sẽ vì năng lực kém cỏi của cậu ta mà gây tổn thất cho Lâm thị, nhưng cái này cũng chưa là gì. Nếu việc này làm ảnh hưởng đến tập đoàn Scott và gây tổn hại đến lợi ích của tập đoàn, thì tôi nghĩ anh sẽ không dễ dàng giải thích lại với trụ sở chính đâu, phải không? Tuy nhiên, sau khi nghe những lời của Lâm Thanh Nhã, Thomas cười khinh bỉ một tiếng, coi thường nói, "Lâm tổng, cô thật đúng là buồn cười, cô nói Lâm vĩ bất tài." Chẳng lẽ cô cảm thấy mình rất lợi hại sao? Đừng quên, cô cùng lắm chỉ là một con đàn bà mà thôi, cô thực sự nghĩ rằng mình là thiên tài kinh doanh ư? Sao cô có thể biết được chuyện gì xảy ra trong tương lai cơ chứ? Đừng chọc cười tôi nữa. Bất kể cô nói gì, tôi cũng đều sẽ ủng hộ Lâm Vĩ, vì vậy xin hãy rời khỏi đây càng sớm càng tốt, đừng làm ảnh hưởng đến tâm trạng ngâm chân của tôi." Sắc mặt Lâm Thanh Huyền thay đổi, rất không cam lòng hỏi, "Anh Thomas, Lâm Vĩ đã cho anh lợi ích gì?" Tại sao anh lại quyết tâm ủng hộ cậu ta như vậy? Chẳng lẽ tôi và anh không thể nói chuyện vui vẻ với nhau một chút được sao? Lâm tổng, cô thật sự rất phiền phức, đã xong chưa? Thomas đầy vẻ không kiên nhẫn nhìn Lâm Thanh Nhã. Xin hãy cho tôi một cơ hội, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy rằng hợp tác cùng tôi tuyệt đối chắc chắn đáng giá hơn hợp tác với Lâm Vĩ, cậu ta cho anh thứ gì thì tôi cũng có thể cho anh thứ đó. Lâm Thanh Nhã lại hạ mình một lần nữa, kiên nhẫn và vô cùng thành khẩn trao đổi vì để thuyết phục Thomas, đây là cách duy nhất bây giờ của cô. Cho cô một cơ hội sao? Thomas đầy khinh bỉ liếc Lâm Thanh Nhã một cái, hai mắt trợn tròn, trong lòng đột nhiên xuất hiện một chiêu để sỉ nhục Lâm Thanh Nhã. Vì vậy, anh ta trực tiếp nhìn Lâm Thanh Nhã, mặt đầy giễu cợt nói, cô muốn tôi cho cô một cơ hội phải không? Được chứ, nhưng cô phải bày tỏ chút thành ý của mình trước đã. Thành ý của tôi? Lâm Thanh Nhã sững sờ một lúc, Đôi mắt xinh đẹp hiện lên đầy vẻ nghi vấn. Không sai. Thomas gật gật đầu, sau đó chỉ vào chân mình cùng cái bồn ngâm chân bên cạnh, cười nhạt nói, "Lại đây rửa chân cho tôi, sau đó đem đầu ngón chân của tôi liếm thật sạch sẽ, như vậy tôi có thể sẽ cân nhắc đến việc hợp tác cùng cô." Nghe thấy những lời này, sắc mặt Lâm Thanh Nhã trong chớp mắt trở nên u ám. Đây mà là cơ hội chó má gì, rõ ràng là đang làm nhục cô. Nhất thời trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thanh Nhã hiện đầy sự băng giá, cô lạnh lùng nói Thomas, tôi mang thành ý đến đây để tìm anh, nhưng anh lại làm nhục tôi như vậy, anh thật sự coi Lâm Thanh Nhã tôi dễ bị coi thường vậy sao? Thế nào? Cô không muốn sao? Nếu đã không muốn thì cút đi, đừng nói gì đến cơ hội dành cho cô nữa. Khóe miêng Thomas cong lên đầy phách lối. Hừ, Lâm Thanh Nhã hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó trực tiếp xoay người đi ra khỏi phòng riêng nhìn bóng lưng lâm thanh nhã rời đi thomas vừa lạnh một tiếng ngạo nghễ nói lâm tông cô phải hiểu rõ rằng nếu bước ra khỏi cánh cửa này cơ hội sẽ không còn nữa nói như vậy tức là ngày mai cô hãy chuẩn bị đem chiếc ceo chắp tay nhường cho người ta đi nghe xong lời này thân hình mềm mại của lâm thanh nhã đang đi ra ngoài run lên bần bật nhưng cô vẫn không ngoảnh đầu lại cắn chặt hai hàm răng đi thẳng ra khỏi căn phòng như người xưa vẫn thường nói Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục. Về điểm này, Lâm Thanh Nhã cô vẫn có, đi thẳng đến bên ngoài hành lang. Lâm Thanh Nhã thở dài một hơi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mất mát và tuyệt vọng, sau đó cả người như mất hồn vậy, nhếch nhác đi ra ngoài. Mà ngay tại thời điểm này, một bóng người lặng lẽ không tiếng động từ trong bóng tối đi ra. Chính là Diệp Thu, từ nãy đến giờ anh vẫn đứng trước cửa phòng 320 nghe lén. Cho đến khi Lâm Thanh Nhã bước ra, anh mới trốn sang một bên. Nên tất cả những gì diễn ra trong căn phòng 320 và cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ, anh đều biết. Nhìn bóng lưng lạc lối của Lâm Thanh Nhã, trong ánh mắt của Diệp Thu tràn đầy đau lòng và thương xót. Chương 108, cậu động đến bà xã tôi. Trong căn phòng, Thomas vừa mới sỉ nhục Lâm Thanh Nhã làm cô bỏ đi xong, hắn ta đắc ý chuẩn bị tiếp tục hưởng thụ massage nhưng đúng lúc này diệp thu lại đi vào thấy thế thomas giật mình nghi hoặc nói anh vào nhầm phòng rồi không vào nhầm người tôi tìm chính là cậu diệp thu bình thản nói anh là ai vậy thomas nhíu mày nghi hoặc nói tôi là ai không quan trọng quan trọng là cậu đã động vào bà xã tôi sắc mặt diệp thu lạnh xuống sau đó anh lắc mình một cái đã đi tới trước mặt thomas không nói hai lời trực tiếp giơ tay tát thẳng vào má trái thomas Bốp! chỉ nghe thấy một tiếng bạt ta thanh thúy vang lên thomas vốn đang ngồi trên sofa kết quả gã ta bị diệp thu tát một cái bay ra ngoài cả người nặng nề đập lên trên vách tường rồi mới rơi xuống còn má phải của gã ta giờ phút này đã sưng hết cả lên trên mặt là một vết bàn tay đỏ lừ a à, cảnh tượng này đã dọa các nhân viên trị liệu massage cho thomas trước đó liên tục hét chói tai sau đó bọn họ không quan tâm gì nữa đứng dậy chạy ra khỏi phòng nhất thời trong phòng chỉ còn lại hai người là diệp thu và thomas diệp thu nhấc chân đi tới trước người thomas mà giờ phút này thomas đang ngô người chả hiểu kiểu gì trong đầu thì ong ong rõ ràng là vừa nãy đã bị diệp thu tát khá nặng diệp thu nhìn thomas với cái tư thế từ trên cao nhìn xuống bình thản hỏi nghe nói cậu muốn bắt bà xã tôi rửa chân cho cậu à bà xã anh Thomas ngây ngẩn cả người, sau đó gã ta nhìn Diệp Thu, hai mắt trừng to, anh. Anh là chồng của Lâm Thanh Nhã, đứa con rể đi ở rể Diệp Thu hả? Thế nào, cậu biết tôi? Diệp Thu híp híp mắt, bình tĩnh hỏi. Lúc đầu Thomas còn hơi kiêng rẻ Diệp Thu. Dù sao thì cái tát đó của Diệp Thu đúng là rất độc. Gã ta còn tưởng Diệp Thu là đại ca rất ghê gớm nào đó cơ. Nhưng lúc này, sau khi gã ta thấy Diệp Thu thừa nhận thân phận của mình, nhoáng cái vẻ mặt gã ta đầy coi thường lập tức cười to khinh miệt ha 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 tôi còn tưởng là ai cơ đù mé hóa ra ra đồ vô dụng đi ở rể như anh à đương nhiên là tôi biết anh rồi cả cái gian châu này có ai mà không biết đồ vô dụng được bao nuôi như anh cơ chứ không ngờ tôi khá nổi tiếng đấy nhỉ diệp thu khẽ nhách khóe miệng vẻ mặt nghiền ngẫm diễu cợt nói đâu chỉ là nổi tiếng a à? sự tích vinh quang của Diệp Thu Anh đúng là là chuyện cười của nhân sĩ thượng lưu giờ rảnh rỗi. Thomas khinh thường trợn trắng mắt nhìn Diệp Thu một cái, nói với vẻ chế nhạo. Sau đó gã ta chống tay xuống đất để đứng lên, nhìn vào Diệp Thu, cực kỳ kiêu ngạo nói, Diệp Thu ơi là Diệp Thu, tôi thật không biết ai đã cho anh dũng khí, mà anh dám đánh tôi. Đến cả lâm thanh nhã vợ anh bây giờ còn phải cầu xin tôi, thế mà tiểu bạch kiểm sống dựa vào được bao nuôi như anh lại dám đánh tôi anh không muốn sống nữa có đúng không? Tôi lệnh cho anh mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi, ngoài ra cầu xin để tôi tắt anh 10 cái bạt tai, nếu như thế, có lẽ tâm trạng tôi tốt rồi thì có thể tha cho anh một mạng. Nếu không, đừng nói là Lâm Thanh Nhã, cho dù là cả nhà họ Lâm cũng không bảo vệ được anh đâu. Vậy sao? Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, trong mắt xoẹt qua một tia sắc bén. Tiếp đó anh không nói hai lời, trực tiếp tát tiếp một phát nữa. Bốp! Tiếng bạt tai thanh thúy lại vang lên một lần nữa. Thomas bị ngã trên mặt lần thứ hai. Mà lần này, Diệp Thu đánh là đánh vào má trái của gã ta. Cái tát này đã khiến cho má trái của gã ta sưng phù lên, hoàn toàn cân đối với má bên phải. A, à, chỉ nghe thấy một tiếng rít gào vô cùng phẫn nộ vang lên. Thomas nhanh chóng bò dậy từ trên mặt đất, hai mắt nhìn chòng chọc Diệp Thu, hung tợn nói, "Diệp Thu, anh điên rồi à?" anh tưởng tôi không dám đánh lại anh, đúng không? Dựa vào thân phận và địa vị của tôi, muốn đánh chết một kẻ vô dụng sống nhờ vào việc được bao nuôi như anh là dễ như trở bàn tay, đơn giản như bóp chết một con kiến vậy. Ồ, Diệp Thu vô cảm đáp lại một tiếng, sau đó anh lại tắt tiếp một cái vào mặt Thomas. Hơn nữa cái tắt lần này, mạnh hơn hai cái tắt trước nhiều. Răng hàm của Thomas đã bị tắt bay ra mấy cái, miệng chảy đầy máu. A, à, Thomas tức đến nỗi sắp phát điên rồi, hai mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Thu, tức giận quát: "Đồ vô dụng. Có bản lĩnh thì anh đánh tôi tiếp một cái nữa thử xem, anh xem tôi có đập chết anh không?" Bốp, đáp lại Thomas lại mà một cái tát vang dội nữa. Hơn nữa cái tát lần này còn mạnh hơn ba lần trước cộng lại. Nhất thời, Thomas chỉ cảm thấy trời đất nghiêng ngả, trong đầu vang lên ong ong, giống như là bị pháo nổ trong đầu vậy. Khốn kiếp, anh Thomas hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thu, đang chuẩn bị mở miệng. Bàn tay của Diệp Thu lại vung xuống mặt gã ta một lần nữa. Cứ thế, sau khi tắt liên tục 10 cái bạt tay. Cả cái mặt của Thomas đã biến thành một cái đầu heo, răng trong miệng đã gãy gần hết, máu tươi chảy ra dòng dòng. Nhưng mà, Diệp Thu vẫn không có ý định tha cho Thomas, tay phải dơ cao, anh đang định tát Thomas tiếp. Thomas thấy vậy, sợ đến nỗi sắp đái ra quần, nếu mà cứ bị tát tiếp nữa thì mình sẽ bị tát đến chết mất có một câu nói gọi là hảo hán không ăn cái thiệt trước mắt nghĩ tới đây thomas vội vàng giơ tay nhận lối cầu xin tha thứ nói đừng đừng đánh nữa xin anh đừng đánh nữa ngoan ngoãn rồi à diệp thu khẽ nhếch khóe miệng vẻ mặt nhìn ngẫm hỏi ngoan ngoãn rồi ngoan ngoãn rồi thomas gật đầu lia lịa sau đó gã ta nhìn diệp thu vẻ mặt khó hiểu hỏi rốt cuộc thì anh muốn làm gì a à? nhận lỗi với bã xã tôi trong cuộc họp hội đồng quản trị của lâm thị ngày mai ủng hộ bà xã tôi đơn giản thế thôi diệp thu bình thản nói cái này xin lỗi thì được nhưng còn việc ủng hộ lâm thanh nhã trong cuộc họp hội đồng quản trị xin thứ cho tôi không thể làm theo thomas lắc đầu vẻ mặt kiên quyết nói ồ diệp thu híp híp mắt sau đó cũng không nói nhảm nữa cười lạnh nói một khi đã vậy thì tôi đành phải đánh đến khi cậu đồng ý thì thôi. xuất lời diệp thu dơ luôn tay phải lên định tát vào má phải của thomas thomas thấy thế gã ta sợ đến nỗi suýt tè ra quần nhưng đúng lúc này chỉ nghe thấy một tiếng phanh vang lên cửa phòng bất ngờ bị người từ bên ngoài đạp ra một người đàn ông trung niên mặc co mồ màu, màu đen dẫn theo mười mấy tên bảo vệ mặc đồng phục xông vào trong phòng đứa nào dám gây chuyện ở phòng VIP massage chân hoàng đế chúng tôi hả? chương 109, đây là quái vật gì a à? Quản lý vương, là tôi đây, tôi là Thomas a à? Thomas đau sót hô lên. Trời ơi, Thomas tiên sinh, sao cậu lại thành ra thế này? Quản lý vương cả kinh, hỏi với vẻ mặt không dám tin. Nói thật, bộ dạng đầu heo của Thomas bây giờ, đừng nói là ông ấy, cho dù mẹ ruột của Thomas có tới thì lần đầu tiên nhìn thấy cũng chưa chắc nhận ra. Đều tại người này đánh đấy. Thomas chỉ tay vào Diệp Thu, cắn răng, vẻ mặt cam thù nói, quản lý vương, ông phải giáo huấn anh ta thật nặng giúp tôi. Cái gì? Sắc mặt quản lý vương lập tức trầm xuống, sau đó ông ta nhìn về phía Diệp Thu, lạnh lùng nói, thế mà dám ở mát xa chân hoàng đế chúng tôi hành hung hội viên VIP của chúng tôi nghiêm trọng thế này. Chàng trai trẻ, lá gan cậu thật không nhỏ nhỉ đừng xen vào việc của người khác, nếu bây giờ các ông rời đi, vẫn còn kịp. Vẻ mặt Diệp Thu không chút thay đổi, bình thản nói. À, quản lý vương khinh miệt cười một cái, vẻ mặt coi thường nói, nhóc con, cậu khá là ngông cuồng đấy, có phải là chưa từng bị đánh bao giờ đúng không? Tôi nhắc lại lần cuối, cút. Diệp Thu lạnh lùng nói. Ủ ôi đờ sao, đang ở mát xa chân hoàng đế chúng tôi, còn dám ngông cuồng như vậy, tôi thấy cậu chán sống thật rồi. Hôm nay, tôi phải cho cậu biết, cả gan ngang ngược ở mát xa chân hoàng đế chúng tôi, thì sẽ phải trả giá đắt như thế nào. Sắc mặt của quản lý vương trầm xuống, lạnh giọng nói. Sứt lời, ông tay vẫy tay một cái với đám bảo vệ phía sau, chỉ vào Diệp Thu, hung ác nói, lên cho tôi, đánh chết thì thôi, chú ý chút, đừng làm tổn thương tới Thomas tiên sinh. Vâng, đám bảo vệ không nói hai lời, trực tiếp về phía Diệp Thu thấy cảnh này. Vẻ mặt Thomas tràn đầy hả hê. Trong suy nghĩ của gã ta thì lát nữa thể nào Diệp Thu cũng gặp họa. Mặc dù sức lực ở tay của Diệp Thu mạnh, tát mặt cũng rất đau. Nhưng ở kia có mười mấy tên bảo vệ A. À. Cho dù Diệp Thu có mạnh hơn đi chăng nữa thì một mình anh cũng không thể đánh lại nhiều người như vậy. Lần này, Diệp Thu chắc chắn sẽ bị đánh cho ngu người. Vừa nghĩ tới đây, vẻ mặt Thomas tràn đầy hưng phấn, gã ta nhanh chóng lùi sang một bên gã ta rất muốn nhanh chóng được nhìn cảnh Diệp Thu bị đám bảo vệ đánh cho răng rơi đầy đất. Mắt thấy đám bảo vệ xông lên phía trước, bao vây mình. Nét mặt Diệp Thu vẫn không có tí thay đổi nào, anh vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Đám bảo vệ thấy thế, còn tưởng là Diệp Thu đã bị bọn họ dọa cho ngây người, bọn họ lạnh lùng cười một cái, sau đó vung nắm đấm đấm vào Diệp Thu. Ngao! Chẳng mấy chốc, trong phòng liền vang ra tiếng kêu thảm thiết. Nghe tiếng, khóe miệng của Thomas và quản lý vương đều nhếch lên một nụ cười lạnh. Hai người đều tưởng tiếng kêu thảm thiết này là của Diệp Thu. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt hai người đã cứng lại. Bởi vì, trong vòng vây của đám bảo vệ, Diệp Thu đứng đó vẫn không sao cả. Ngược lại là một tên bảo vệ trong đó, cậu ta đang ôm chân đau khổ kêu lên thảm thiết. Còn không đợi hai người phản ứng lại. Diệp Thu lại ra tay. Chỉ thấy Diệp Thu lập lè đi xuyên qua, vòng quanh di chuyển trong đám người trong vòng mấy giây mười mấy tên bảo vệ đã ngã hết trên mặt đất đau khổ kêu rên một cảnh này làm cho thomas và quản lý vương thấy mà ngây người trong mắt hai người suýt nữa thì chừng rơi ra gương mặt đầy khiếp sợ suốt cuộc diệp thu này là quái vật gì vật a một người đánh mười mấy người mà không tới một phút hơn nữa tất cả đều bị đánh ngã trên mặt đất cái này không khỏi cũng quá khủng bố rồi đi cho dù có là quay phim cũng không khoa trương như thế này đâu nhỉ? Nhất thời, Thomas và quản lý vương đều không bình tĩnh nổi nữa. Hai người cũng được xem như là từng thấy cảnh chợ búa. Nhất là quản lý vương, ông ta làm quản lý đại sảnh của massage chân hoàng đế. Nơi đây vàng thao lẫn lộn, có hạng người gì mà ông ta chưa từng gặp. Nhưng từ trước đến nay ông ta chưa từng gặp người nào mạnh như Diệp Thu. Nhất thời điều này làm cho ông ta cực kỳ sợ diệp thu mà đúng lúc này ánh mắt của diệp thu rơi xuống người quản lý vương vẻ mặt vô cảm nói nếu ông không muốn tôi dỡ bỏ mát xa chân đế hoàng đế của các ông thì lập tức đi gọi điện thoại cho ông chủ các ông nói với ông ta rằng trong vòng nửa tiếng phải xuất hiện trước mặt tôi vâng vâng quản lý vương không dám nói nhảm nữa ông ta vội vàng xoay người chạy ra ngò ai căn phòng thấy thế diệp thu híp hít mắt sau đó quay đầu nhìn về phía thomas ánh mắt lạnh như băng đó khiến cho thomas không tự chủ được mà run lên bây giờ chắc là cậu không còn cứu viện gì nữa chứ hả diệp thu khẽ nhếch khóe miệng cười lạnh hỏi anh muốn làm gì diệp thu tôi cảnh cáo anh nếu anh còn động vào tôi nữa thì đừng trách tôi không khách khí với anh sắc mặt thomas lập tức biến đổi miệng hùm gan sứa nói còn người gã ta đã không kìm chế được mà run lẩy bẩy rồi. "Ồ, thế xin hỏi cậu chuẩn bị không khách khí với tôi như thế nào?" Diệp Thu trêu tức hỏi. "Hừ." Thomas hừ lạnh một tiếng, sau đó trừng mắt nhìn Diệp Thu, vẻ mặt kiêu ngạo nói, "Anh có biết tôi là ai không? Anh có biết sau lưng tôi là một người khủng bố thế nào không? Anh đối xử với tôi như này, sẽ không chỉ mang đến tai họa ngập đầu cho anh." còn mang đến tai họa ngập đầu cho Lâm Thanh Nhã và thậm chí là cả nhà họ Lâm, anh hiểu không? Thật ngại quá, tôi không hiểu, xin hỏi người đứng sau lưng cậu là ai vậy? Diệp Thu lắc lắc đầu, hứng thú hỏi. Hai, nói ra tôi sợ là dọa chết anh. Thomas khinh thường cười một cái, vẻ mặt kiêu ngạo nói, anh biết gia tộc Scott không? Đó là gia đình siêu giàu ở châu Âu, thế lực lớn đến nỗi anh không tưởng tượng nổi. Cái khác tạm thời không nói tới chỉ nguyên người con rể đi ở rể nhà họ Lâm như anh, ở trước mặt gia tộc Scott, đúng là như một con kiến hôi. Nếu như gia tộc Scott muốn tiêu diệt nhà họ Lâm, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Còn tôi, phó tổng giám đốc công ty chi nhánh hoa hạ của tập đoàn dưới cờ gia tộc Scott, hậu trường của tôi chính là gia tộc Scott, nếu anh còn động vào tôi nữa, thì đến lúc đấy đừng nói là anh, cho dù là nhà họ Lâm thì cũng gặp họa. Vậy sao? Khóe miệng Diệp Thu khẽ nhếch lên một nụ cười nghiền ngẫm, Thản nhiên nói, nghe có vẻ rất ghê gớm nhỉ. Hừ, biết sợ rồi chứ gì. Thế thì anh mau chóng dập đầu xin lỗi tôi đi, ngoài ra chui qua đúng quần tôi, như thế thì có lẽ tôi có thể tha cho anh một con đường. Thomas hừ lạnh một tiếng, rất là ngang ngược nói, "Chương 110, cái đầu giả này là giả hay là thật, gọi qua gặp một cái chẳng phải là biết luôn sao?" Diệp Thu nhếch miệng cười, sau đó anh rút điện thoại ra, gọi điện thoại cho Âu Dương Hạo. Bình Thản nói, trong vòng 10 phút, dẫn Kuro xuất hiện trước mặt tôi. Nói xong, Diệp Thu liền cúp máy. Thomas thấy thế, trong mắt cũng hiện lên một tia khinh thường. Gã ta muốn xem xem rốt cuộc trong hồ lô của Diệp Thu bán thuốc gì. Dù sao thì bất luận thế nào, gã ta đều sẽ không tin, Diệp Thu quen với cậu chủ của gia tộc Scott thật. Thời gian 10 phút, nháy mắt đã tới. Âu Dương Hạo và Kuro cùng đi vào phòng. Lão đại Diệp tiên sinh, hai người không nói hai lời, nhanh chóng khom lưng hành lễ với Diệp Thu trước tiên. Ừ. Diệp Thu gật đầu. Thấy vậy, lúc này hai người mới dám đứng thẳng người lên. Diệp tiên sinh, không biết ngài gọi tôi vội vàng tới đây, là vì chuyện gì? Kuro nhìn Diệp Thu, cung kính hỏi. Ừ, cái tên này là phó tổng giám đốc của công ty các cậu chi nhánh tập đoàn ở Hoa Hạ. Gã ta nói hậu trường của mình là gia tộc Scott còn đe dọa tôi nói là nếu như tôi còn tiếp tục động vào gã ta thì gia tộc Scott sẽ bắt tôi phải trả giá đắt. Tôi muốn hỏi cậu, gia tộc Scott sẽ làm thế sao? Diệp Thu chỉ vào Thomas, vẻ mặt nghiền ngẫm hỏi. Nghe thấy lời nói của Diệp Thu. Sắc mặt Kuro lập tức đại biến, phù phù, một tiếng quỳ xuống trước mặt Diệp Thu, sắc mặt trắng bệch cam đoan nói, Diệp Tiên Sinh minh giám A, từ trên xuống dưới gia tộc Scott, tất cả đều nguyện trung thành với Diệp Tiên Sinh, làm sao dám làm địch với Diệp Tiên Sinh được? Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra. Cậu đứng lên trước đi, tôi chỉ hỏi một chút thôi, không cần phải căng thẳng như vậy. Diệp Thu khoát tay, cười nhạt nói. Cảm ơn Diệp Tiên Sinh. Kuro vội vàng dập đầu cảm ơn, sau đó đứng lên hung hăng chừng mắt nhìn Thomas. Lạnh giọng quát, tôi là cậu chủ Kuro của gia tộc Scott, anh là đồ khốn, là ai cho anh dũng khí mà anh dám nói thế với Diệp Tiên Sinh hả? Mau quỳ xuống xin lỗi Diệp tiên sinh đi, nếu không gia tộc Scott tôi nhất định không tha cho anh. Cát, đừng đóng kịch nữa, anh tưởng là tôi chưa từng gặp cậu chủ của gia tộc Scott thật sao? Anh là đồ giả. Thomas trợn trắng mắt nhìn Kuro một cái, vẻ mặt khinh thường nói. Thực ra, thực sự thì gã ta chưa từng gặp cậu chủ Kuro của gia tộc Scott. Dù sao thì gã ta chỉ là một phó tổng giám đốc của một công ty chi nhánh, muốn gặp Kuro thì vẫn chưa đủ tư cách. Nhưng theo gã ta thấy thì Diệp Thu chẳng qua chỉ là một thằng con rể đi ở rể không có bối cảnh mà thôi, căn bản không thể quen biết cậu chủ chân chính của gia tộc Scott được. Cho nên gã ta mới nhận định Kuro trước mặt này chắc chắn là hàng giả. Hàng giả cái gì? Anh đang nói lời vô liêm sỉ gì vậy? Kuro hung hăng chừng mắt nhìn Thomas, phẫn nộ nói: đừng giả vờ nữa, cậu chẳng là diễn viên mà Diệp Thu tìm tới mà thôi, muốn dọa tôi để tôi sợ. Sau đó bắt tôi đồng ý ủng hộ Lâm Thanh Nhã trong cuộc họp cổ đông vào ngày mai, đúng không? Ha ha, tôi đã nhìn thấu hết thảy từ lâu rồi. Thomas trợn trắng mắt liếc Kuro một cái, cười lạnh khinh thường nói. Nói xong, Thomas còn không quên nhìn về phía Diệp Thu, gương mặt tràn đầy tự tin chế nhạo, "Diệp Thu, điều tôi nói có đúng không? Anh lại tìm một cậu chủ giả để mưu tính lừa tôi, anh nghĩ tôi dễ bị lừa thế sao?" thủ đoạn nham hiểm của anh đã bị tôi nhìn thấu rồi, anh đừng phí công phí sức nữa. Cậu đúng là hỏa nhãn kim tinh A, à, bái phục, bái phục. Diệp Thu cố nén ý cười, giơ ngón tay cái lên với Thomas. Sau đó anh quay đầu nhìn về phía Kuro, nhếch miệng cười hỏi, Kuro à, cậu trở thành hàng giả từ lúc nào vậy? Để Diệp tiên sinh chê cười rồi, tôi sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này. Kuro ngượng ngùng cười một cái, sau đó cậu ấy rút điện thoại ra, gọi vào số điện thoại của tổng giám đốc công ty chi nhánh của tập đoàn Scott ở Hoa Hạ, lạnh giọng nói Michael, tên đần Thomas là phó tổng của công ty à. Gã ta lại dám ở trước mặt tôi nói tôi là hàng giả, nên xử lý như thế nào chắc anh biết rõ chứ. Nói xong, Kuro liền cúp điện thoại luôn. Thấy một màn này, trong mắt Thomas xoẹt qua một tia khinh thường. Vẻ mặt miệt thị nói, ghìa vờ giống thật đấy, còn gọi điện cho tổng giám đốc chúng tôi cơ, Sao anh không gọi điện thẳng cho tộc trưởng của gia tộc Scott luôn đi? Đúng là nực cười. Nhưng mà, gã ta vừa mới nói xong, điện thoại của gã ta liền reo lên. Thomas giật mình, vội vàng rút điện thoại ra nhìn một cái, vậy mà lại là điện thoại của tổng giám đốc Michael gọi đến. Cuộc gọi này làm cho Thomas nhíu mày, gã ta cũng không dám chần chừ, vội vàng bắt máy. "Thomas, đồ ngu này, anh bị mù rồi đúng không?" Cậu chủ Kuro của gia tộc Scott đứng trước mặt anh, anh lại nói cậu ấy là hàng giả. Anh con mẹ nó không muốn sống nữa thì cút xa ra một chút, đừng có làm liên lụy tới tôi a. Ngày mai anh không cần tới công ty làm việc nữa, cút được bao xa thì cút xa bấy nhiêu cho tôi. Điện thoại vừa thông, liền truyền tới tiếng gào thét phẫn nộ của Michael. Thomas sợ tới mức sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng nói: "Tổng giám đốc, ngài nghe tôi giải thích, tôi." Nhưng mà Lời của Thomas còn chưa nói xong. Michael bên kia đã cúp điện thoại luôn rồi. Nghe được tiếng tắt máy truyền ra từ trong điện thoại. Thomas choáng váng, đầu óc trống rỗng như thể là bị sét đánh chúng vậy. Gã ta có nằm mơ cũng không ngờ. Kuro đang đứng trước mặt mình lúc này đây, lại là cậu chủ của gia tộc Scott thật. Còn mình lúc nãy đã làm gì vậy? Chế nhạo Kuro đủ kiểu, nào là hàng ghìa, nào là diễn viên mà Diệp Thu mời tới. Vừa nghĩ tới đây, Thomas cảm thấy ra đầu mình sắp nổ tung rồi. Tôi, Thomas ngẩng đầu nhìn về phía Kuro, nuốt khan một ngụm nước miếng, run lẩy bẩy hỏi, bây giờ tôi quỳ xuống xin lỗi có còn kịp không? Anh nghĩ sao? Kuro lạnh lùng cười một cái, hỏi ngược lại. Bùm bụp, bù. hai chân Thomas mềm nhún, lập tức quỳ xuống trước Kuro, dập đầu cầu xin tha thứ nói, cậu chủ, vừa nãy là tôi có mắt như mù, tôi mắt mù, sai lầm coi ngài là hàng giả, Mong ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho tôi lần này đi. Người mà anh cần xin lỗi, không phải tôi." Kuro lạnh lùng nói. Nghe vậy, Thomas ngây ngẩn cả người, gã ta vội vàng xoay người nhìn về phía Diệp Thu, dập đầu ba cái thật mạnh, cầu xin tha thứ nói, "Diệp, Diệp tiên sinh, tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, mong ngài đừng chấp nhặt với người kém hiểu biết như tôi. Chỉ cần ngài chịu tha thứ cho tôi." tôi xin thề tôi nhất định sẽ ủng hộ Lâm Nữ Sĩ trong Đại hội Hội đồng Quản trị ngày mai. Audio Điện tử Võ Tấn Bền chương 111, dỡ bỏ chỗ này đi. Có thể phục vụ cho Diệp Tiên Sinh, Kuro rất vinh hạnh. Gương mặt Kuro nháy mắt tràn đầy vui vẻ, nói với vẻ mặt kích động. Tiếp sau đó, cậu liếc Thomas một cái, rồi nhìn sang Diệp Thu thăm dò hỏi, Diệp Tiên Sinh, Thomas này nên xử lý như thế nào? Cậu xem mà xử lý đi." Diệp Thu thản nhiên nói. "Vâng, Diệp tiên sinh yên tâm, sau tối nay, người này sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này." Kuro cam đoan nói. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt Thomas lập tức trắng bệch, gã ta vội vàng nhìn Diệp Thu cầu xin tha thứ, "Diệp tiên sinh tha mạng a, tôi không dám nữa đâu, xin Diệp tiên sinh tha cho cái mạng chó như tôi một mạng, tôi đã biết sai thật rồi." Nói xong, Thomas bắt đầu điên cuồng dập đầu với Diệp Thu dập đến nỗi kêu vang một cái lại dập tiếp một cái đến nỗi da đầu của gã ta đã dập đến be bét máu máu tươi chảy xuống rất nhiều có điều gã ta vẫn không dám ngừng lại tiếp tục đập mạnh đầu xuống thấy thế diệp thu hít hai mắt suy nghĩ một lát sau đó anh nhìn thomas rồi hỏi cậu thật sự muốn sống tôi muốn tôi thật sự muốn sống chỉ cần diệp tiên sinh đồng ý tha cho tôi một mạng ngài bảo tôi làm gì tôi cũng làm hết Thomas vội vàng gật đầu. Nếu đã như vậy, Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, quay đầu nhìn về phía Kuro, thản nhiên nói, cứ giữ lại mảng của gã ta trước đã, đại hội hội đồng quản trị của Lâm Thị ngày mai, tôi muốn náo nhiệt hơn một chút. Tất cả nghe theo sắp xếp của Diệp Tiên Sinh. Tất nhiên là Kuro không có ý kiến, cậu lập tức gật đầu. Diệp Thu mỉm cười, sau đó xoay người đi ra ngoài căn phòng. Kuro và Âu Dương Hạo theo sát ở đằng sau. Còn Thomas chỉ dám quỳ trên mặt đất, cung kính đưa mắt nhìn Diệp Thu rời đi. Ở cửa phòng, quản lý vương cầm điện thoại trong tay, gương mặt tràn đầu rối rắm và khó xử, ông ta đang phân vân là vào hay không vào. Thì đúng lúc này, cửa phòng mở ra, ba người Diệp Thu, Kuro và Âu Dương Hạo từ trong phòng đi ra. Thấy vậy, quản lý vương giật mình, vội vàng tiến lên nghênh đón. Quản lý vương, tôi bảo ông gọi điện thoại, ông đã gọi chưa? diệp thu khẽ nhếch khóe miệng vẻ mặt nhìn ngẫm hỏi gọi gọi rồi sắc mặt quản lý vương cứ đổi rồi lại đổi ông ta cười khổ nói ông chủ các ông nói thế nào diệp thu bình thản hỏi ông ấy nói ông ấy nói quản lý vương lắp ba lắp bắp không dám nói ra miệng đừng luyên thuyên ông chủ các ông nói gì tôi muốn nghe nguyên văn sắc mặt diệp thu trầm xuống lạnh giọng hỏi giọng điệu lạnh như băng đó làm cho quản lý vương không kiềm chế được mà run lên quản lý vương lập tức không dám nói lắp bắp nữa vội vàng nói ông chủ chúng tôi nói cậu là cái thá gì có giỏi thì cứ động vào mát xa chân hoàng đế thử xem còn nói còn nói cậu cút xa được bao nhiêu thì cút đi nếu không sẽ đánh chết cậu sau đó ông ấy liền cúp máy ha ha lời này đúng là ngông cuồng nhỉ diệp thu lạnh lùng cười một cái quản lý vương sợ tới mức sắc mặt trắng bệch vội vàng giải thích đây là lời mà ông chủ tôi nói không liên quan tới tôi a à. tôi biết ông đi được rồi diệp thu khoát tay quản lý vương thấy vậy thì sửng sốt cũng không dám hỏi nhiều vội vàng xoay người chạy đi ông ta không muốn đứng ở trước mặt cái cậu diệp thu tàn nhẫn này một giây nào nữa nhìn theo bóng lưng quản lý vương rời đi khóe miệng diệp thu khẽ nhếch lên một nụ cười cân nhắc sau đó anh ngoắc ngón tay với người đằng sau Âu Dương Hạo lập tức đi lên trước, nhếch miệng cười hỏi, "Lão đại, có gì phân phó?" "Gọi người phá bỏ cái mát xa chân hoàng đế này đi cho tôi, làm cho nó hoàn toàn biến mất khỏi Giang Châu." Diệp Thu nói với giọng điệu bình thản, như thể anh đang nói một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể vậy. "Em hiểu rồi, em đi sắp xếp ngay đây, anh cứ xem là được rồi." Âu Dương Hạo khẽ nhếch khóe miệng, mỉm cười nói. Diệp Thu gật đầu, đi thẳng ra khỏi câu lạc bộ mát xa chân hoàng đế đi taxi về nhà. Diệp Thu đi khỏi không bao lâu. Mấy chục chiếc máy ủi lớn và máy xúc cỡ lớn đã vây quanh câu lạc bộ mát xa chân hoàng đế. Quỳnh! Đi kèm với đó là một tiếng nổ lớn vang lên trong câu lạc bộ mát xa chân hoàng đế. Tất cả các khách hàng của câu lạc bộ đều hoảng sợ, nhao nhao chạy ra khỏi câu lạc bộ. Mà sau khi bọn họ nhìn thấy thế trận ở ngoài, thì sợ tới mức trốn được bao xa thì trốn bây nhiêu. Đợi sau khi câu lạc bộ không còn người, mấy chục chiếc máy ủi lớn và máy xúc cỡ lớn đồng loạt làm việc. Chỉ chốc lát sau, câu lạc bộ mát xa chân hoàng đế ban đầu vàng son lộng lẫy như cung điện, đã biến thành một đống đổ nát. Đến đây thì cái câu lạc bộ mát xích chân lớn số 1 số 2 ở Giang Châu, xem như hoàn toàn sụp đổ. Cùng lúc đó, đại viện nhà họ Lâm, trong biệt thự của ông cụ Lâm. Ông cụ Lâm đang ngồi trên sofa, tinh tế thưởng thức nước trà còn ở đối diện ông còn có một người ngồi nữa chính là lâm vĩ tiểu vĩ à đêm tối cháu bỗng nhiên tới chỗ ông chắc là có chuyện gì hả ông cụ lâm đặt chén trà lên bàn trà nhìn lâm vĩ mỉm cười hỏi hắc hắc ông nội cháu nhớ ông cho nên đặc biệt qua thăm ông lâm vĩ nhếch miệng cười nói làm cho bình thường sao không thấy cháu tới thăm cái ông già này nói đi rốt cuộc là có chuyện gì nếu mà không nói thì không còn cơ hội nữa đâu ông nội lâm trợn trắng mắt nhìn lâm vĩ tức giận nói cổ nhiên không giấu được ông nội đúng là cháu có một chuyện muốn làm phiền ông nội lâm vĩ ngại ngùng cười một cái rồi nói chuyện gì ông cụ lâm nghi hoặc ông nội ngày mai lâm thì có mời thành viên hội đồng quản trị tới họp ông có thể nghĩ cách để bác cả không tới tham gia được không lâm vĩ thăm dò hỏi chuyện này sao mà được chứ bác cả cháu là chủ tịch công ty, tổ chức họp hội đồng quản trị mà chủ tịch không tới tham gia thì còn ra thể thống gì nữa. Ông cụ Lâm nhíu mày nói. Nhưng mà ông ơi, ngày mai cháu muốn cạnh tranh vị trí CEO với Lâm Thanh Nhã trong cuộc họp hội đồng quản trị, nếu mà bác cả cháu đi thì bác ấy là chủ tịch, Lâm Thanh Nhã là con gái của bác ấy, bác ấy chắc chắn sẽ thiên vị Lâm Thanh Nhã, cái này không công bằng cho cháu. Lâm Vĩ nói với gương mặt tuổi thân cháu muốn cạnh tranh vị trí CEO với chị cháu. Ông cụ Lâm giật mình, kinh ngạc hỏi, chương 112, cuộc họp hội đồng quản trị. Hi hi, đó là điều tất nhiên rồi, con người sẽ trưởng thành mà. Lâm Vĩ nhếch miệng cười, sau đó nhìn ông nội Lâm, vẻ mặt tràn đầy mong chờ hỏi, ông nội, thế vậy xem như người đã đồng ý với cháu rồi sao? Ừ, ông đồng ý, cháu yên tâm, ngày mai có ông ở đây, bác cả cháu sẽ không tới công ty được đâu cháu cứ vững vàng mà cạnh tranh với chị cháu đi, chỉ cần cháu có thể làm cho các thành viên hội đồng quản trị đồng ý cho cháu giữ vị trí CEO, thì đó là bản lĩnh của cháu, sau này ông tin rằng là trên dưới nhà họ Lâm không ai dám nói cái gì đâu. Ông cụ Lâm gật đầu, vẻ mặt cưng chiều nói. So sánh với Lâm Thanh Nhã, ông ta càng thiên vị đứa cháu trai Lâm Vĩ này hơn. Dù sao thì trọng nam khinh nữ là tư tưởng thâm căn cố đế trong lòng ông ta. Cho nên dù là Lâm Thanh Nhã có ưu tú hơn, ông ta cũng không định để cho Lâm Thanh Nhã làm người nối nghiệp của nhà họ Lâm, từ đầu đến cuối vẫn đi bồi dưỡng Lâm Vĩ, trải đường cho Lâm Vĩ. Nay Lâm Vũ chủ động đề xuất là muốn cạnh tranh vị trí CEO. Tất nhiên là ông ta sẽ giúp đỡ hết mình rồi, thấy ông cụ Lâm đã đồng ý với đề nghị của mình. Lâm Vĩ cũng rất vui, bởi vì một khi người chủ tịch là Lâm Thanh Sơn không thể tham gia cuộc họp của hội đồng quản trị, vậy thì cuộc họp hội đồng quản trị ngày mai sẽ hoàn toàn rơi vào sự khống chế của cậu ta dù sao thì hơn một nửa giám đốc trong hội đồng quản trị bao gồm phó chủ tịch triệu hồng đào cũng đều đứng bên phía cậu ta có những người này ủng hộ lại thêm sự giúp đỡ của thomas ngày mai chắc chắn lâm thanh nhã sẽ bị cách chức còn cậu ta sẽ thuận lợi nhậm chức trở thành tổng giám đốc của tập đoàn lâm thị từ đó nắm trong tay lâm thị nghĩ tới đây trong lòng Lâm Vĩ cực kỳ kích động. Cậu ta đã mong mỏi đến ngày mai lắm rồi. Nhất là nghĩ tới lúc Lâm Thanh Nhã bị bãi miễn sao bằng với cách trước sắc mặt khó coi đó. Lâm Vĩ sảng khoái chết mất. Ngay sau đó cậu ta vội vàng tới bên cạnh ông cụ Lâm, chuẩn bị nói cảm ơn rồi đi. Nhưng đúng lúc này, cửa của biệt thự bị người từ bên ngoài đẩy ra. Lâm Thanh Nhã vội vàng đi vào. Sau khi gặp chắc trở ở chỗ Thomas, cô đi thẳng tới đại viện nhà họ Lâm, Cô tính để cho ông cụ Lâm ra mặt thuyết phục Lâm Vĩ, để Lâm Vĩ đừng náo loạn nữa. Cô tin rằng ông cụ Lâm chắc chắn hiểu đạo lý, chắc chắn sẽ giúp mình. Thế nhưng cô lại không biết, ông cụ Lâm đã trở thành đồng bọn của Lâm Vĩ rồi. Đi vào biệt thự, thấy Lâm Vĩ cũng ở đây. Sắc mặt Lâm Thanh Nhã lập tức thay đổi, sau đó cô vội vàng đi lên trước, lạnh giọng hỏi, "Lâm Vĩ, muộn thế này rồi, cậu ở đây làm gì?" "Cái này tôi cũng phải hỏi chị đấy." chị không ở nhà với ông chồng phế vật của chị, tới chỗ ông nội làm cái gì? Lâm Vĩ cười lạnh hỏi. Hừ, tôi không rảnh phí lời với cậu. Lâm Thanh nhã hừ lạnh một tiếng, sau đó cô nhìn ông cụ Lâm, nói thẳng, ông nội, trong cuộc họp hội đồng quản trị ngày mai Lâm Vĩ muốn cạnh tranh vị trí tổng giám đốc với cháu, ông mau khuyên cậu ta đi, công ty không phải là trò trẻ con, cậu ta không biết quản lý công ty, nếu giao công ty cho cậu ta, thế chẳng phải là phá hủy công ty sao? Lâm Thanh Nhã, chị nói năng chú ý vào, cái gì gọi là giao công ty cho tôi thì phá hỏng công ty hả? Tôi nhất định có thể dẫn dắt Lâm Thị sáng lập ra huy hoàng nữa. Lâm Thị của lúc đó chắc chắn sẽ lớn mạnh hơn Lâm Thị hiện tại gấp trăm lần. Lâm Vĩ tràn đầy tự tin nói. Đúng thế, Thanh Nhã, em cháu đã trưởng thành rồi, cũng nên cho nó cơ hội để học hỏi kinh nghiệm rồi. Ông cụ Lâm gật đầu, nói theo. Ông nội, ông nói vậy là ý gì? lẽ nào ông cho phép cậu ta càn quấy như thế sao lâm thanh nhã sững sờ cô nhìn ông cụ lâm vẻ mặt không dám tin hỏi sao có thể gọi đấy là càn quấy chứ đây là quyền lợi của tiểu vĩ chuyện này ông sẽ không giúp ai hết hai đứa cháu cạnh tranh công bằng trên cuộc họp hội đồng quản trị đi người nào thắng thì đó chính là bản lĩnh của người đấy ông sẽ không thiên vị ai hết ông cụ lâm trợn trắng mắt nhìn lâm thanh nhã một cái khó chịu nói ông nội ông Gương mặt tươi cười của Lâm Thanh Nhã biến đổi. Cô không ngờ chuyện sẽ thành ra thế này. Trong suy nghĩ của cô, ông nội người luôn hiểu rõ sự thật, không ngờ lại ngầm đồng ý với hành động lần này của Lâm Vĩ. "Được rồi, ta buồn ngủ rồi, hai đứa cháu cũng về đi." Ông cụ Lâm ngáp một cái, vẫy tay, sau đó đứng dậy đi về phía phòng ngủ ở tầng 2. Ông nội đi thong thả. Lâm Vĩ vội vàng nịnh nọt nói: "Đợi ông cụ Lâm lên tầng 2 rồi." lâm vĩ quay đầu nhìn sang lâm thanh nhã vẻ mặt kiêu ngạo châm biếm nói sao nào muốn để ông nội giúp chị à chột dạ rồi à cảm thấy bản thân không cạnh tranh lại tôi lâm thanh nhã ơi là lâm thanh nhã không ngờ chị cũng có ngày hôm nay bây giờ chị rất tuyệt vọng có đúng không ha 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 lâm vĩ cậu đừng quá đắc ý lâm thanh nhã cắn răng lạnh giọng nói tôi cứ đắc ý đấy chị làm gì được tôi nào ngày mai ngoãn ngoãn dọn ra khỏi văn phòng tổng giám đốc cho tôi, dẫn theo cả cái tên phế vật Diệp Thu kia cút khỏi công ty đi. Từ nay về sau, Lâm Thị không còn quan hệ gì với chị nữa, chị hiểu chưa? Chị thua chắc rồi. Lâm Vĩ cực kỳ kiêu ngạo nói. Sau đó cậu ta vòng qua Lâm Thanh Nhã, nghênh ngang đi ra phía ngoài biệt thự. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Lâm Vĩ. Lâm Thanh Nhã khẽ cắn môi, đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe, trên gương mặt nhỏ tràn đầy tuyệt vọng. Vào giờ phút này, cô muốn có một người có thể giúp mình biết bao, có thể để cho cô dựa vào một lát. Thế nhưng hiện thực lại không có một ai. Điều này khiến cho Lâm Thanh nhã tràn đầy tuyệt vọng và bất lực. Chấm 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 chấm, sáng sớm hôm sau, phòng hội nghị của cuộc họp hội đồng quản trị tập đoàn Lâm thị đúng giờ mời dự họp. Tất cả các thành viên trong hội đồng quản trị của Lâm thị về cơ bản đều đến đủ. Thế nhưng, chủ tịch Lâm Thanh Sơn không đến bởi vì sáng sớm nay lúc ông chuẩn bị ra cửa thì bị ông cụ Lâm cưỡng chế ngăn lại. Cho nên, dựa theo lệ cũ, Chủ tịch không tới, cuộc họp hội đồng quản trị sẽ do Phó Chủ tịch Triệu Hồng Đào chủ trì. Mà đây, tất nhiên cũng là kế hoạch của Lâm Vĩ. Bên trong phòng họp, nhiều cao tầng của hội đồng quản trị đều ngồi trước bàn hội nghị. Trên chỗ ngồi thủ tịch, người ngồi là Phó Chủ tịch Triệu Hồng Đào. Mà đúng lúc này, Lâm Vĩ nghênh ngang đi từ ngoài vào, sau đó trực tiếp ngồi xuống vị trí chỗ ngồi bên phải của triệu hồng đào thấy vậy mọi người đều sửng sốt bởi vì chỗ ngồi đó thuộc về tổng giám đốc lâm thanh nhã đây chẳng phải là tuyên bố muốn tuyên chiến với lâm thanh nhã sao nhưng mà đối với việc này những thành viên trong hội đồng quản trị ủng hộ lâm thanh nhã giận mà không dám nói gì bởi vì ít nhiều gì thì bọn họ cũng hiểu tình hình trong đó sau lưng lâm vĩ có sự ủng hộ của thomas đại diện của tập đoàn scott cho nên hôm nay lâm thanh nhã chắc chắn sẽ bị bãi miễn bầu trời của lâm thị sắp thay đổi rồi vì lợi ích tự thân vào thời điểm này bọn họ cũng phải suy nghĩ lại xem đứng bên nào tất nhiên là không dám nói thêm cái gì thậm chí là có thành viên hội đồng quản trị đã đang suy nghĩ xem là nên nịnh nọt lâm vĩ như thế nào rồi cơ lâm vĩ đi vào phòng họp không lâu lâm thanh nhã cũng đi vào phòng họp sau khi cô nhìn thấy Lâm Vĩ đang ngồi ở chỗ ngồi của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên lạnh như băng, cô đi thẳng lên phía trước, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Vĩ, lạnh giọng nói, Lâm Vĩ, có phải là cậu ngồi sai chỗ rồi không? Có sao? Lẽ nào đây không phải là chỗ ngồi của Tổng Giám Đốc hả? mười 113, anh tới giúp em. Cho dù không phải tôi, cũng không tới lượt cậu ngồi. Lâm Thanh nhã cắn răng, lạnh giọng nói. Ha ha, không tới lượt tôi. Lâm Vĩ lạnh lùng cười một cái, sau đó quét mắt nhìn tất cả thành viên hội đồng quản trị đang ở đây một lượt, vẻ mặt kiêu ngạo hỏi, xin hỏi các vị đang ngồi đây, các vị cảm thấy còn có ai có tư cách hơn tôi không? Xem cậu Lâm hỏi kia, tập đoàn Lâm Thị, đương nhiên là chỉ có cậu mới xứng với vị trí tổng giám đốc này, những người khác không xứng ngồi ở vị trí này. Ghi âm đốc bộ phận nhân sự châu thiệu phong vội vàng nịnh nọt phát biểu. Nói cho cùng thì ông ta là người ủng hộ trung thành của Lâm Vĩ. Theo lời ông ta vừa nói, những thành viên khác trong ban hội đồng quản trị ủng hộ Lâm Vĩ cũng nhao nhao bày tỏ thái độ nói, "Đúng thế, cậu Lâm, chúng tôi mong chờ cậu ngồi lên vị trí tổng giám đốc đã rất lâu rồi. Chúng tôi đã mong mỏi cậu tới để dẫn dắt chúng tôi tiếp tục sáng lập ra Huy Hoàng từ lâu lắm rồi. Cậu Lâm, đưa mắt nhìn cả Lâm Thị, cũng không có ai phù hợp hơn cậu đâu. Tôi nhiệt liệt ủng hộ cậu Lâm đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc." Nghe thấy những lời này, vẻ đắc ý trên mặt Lâm Vĩ lập tức càng tăng. Còn khuôn mặt nhỏ của Lâm Thanh Nhã thì rét lạnh tới cực điểm. Cô lạnh lùng quét mắt qua những thành viên của hội đồng quản trị, giọng điệu lạnh như băng hỏi thế nào. Các ông định liên hợp lại, chuẩn bị bước tôi thoái vị phải không? Hai, Tổng Giám Đốc Lâm, cô không thể nói như thế được. Chúng tôi không có ý đó, cái chúng tôi muốn chỉ đơn giản là ủng hộ cậu Lâm mà thôi. Châu Thiệu Phong nhếch miệng cười, vẻ mặt đắc ý nói. Còn biểu cảm trên mặt ông ta, rõ ràng đang nói, chúng tôi bức cô thoái vị đấy, cô làm gì được nào? ủng hộ một tên ăn chơi chắc táng không biết quản lý công ty. Đợi đến khi lợi ích công ty bị tổn hại, tôi xem các ông có còn tiếp tục ủng hộ cậu ta nữa không? Lâm Thanh nhã cắn răng, lạnh giọng nói. Tổng giám đốc Lâm, cái này thì cô không đúng rồi nhá, cậu Lâm nhận chức thì sẽ lập tức kéo hợp tác của tập đoàn Scott về cho công ty chúng ta, tiền đồ tương lai của Lâm thị chúng ta quá rộng mở, sao cô có thể nói là công ty sẽ thiệt hại chứ? tôi thấy cô đang ghen tị với cậu Lâm đúng không? Châu Thiệu Phong hít mắt, âm dương quái khí nói. đúng thế, tôi thấy hình như tổng giám Lâm rất có thành kiến với cậu Lâm. tôi cũng thấy thế, nhưng mà vị trí tổng giám đốc của công ty chúng ta luôn là nơi dành cho những người có năng lực. bây giờ năng lực của tổng giám đốc Lâm rõ ràng không bằng cậu Lâm, thì nên thoái vị nhường cho người có tài đi. nói rất đúng. Tôi lại một lần nữa ủng hộ mạnh mẽ cậu Lâm kế nhiệm vị trí giám đốc điều hành. Chấm 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 chấm, nhiều thành viên trong hội đồng quản trị cũng nhao nhao lên nói. Các ông. Lâm Thanh Nhã hung hăng chừng mắt nhìn các thành viên hội đồng quản trị một cái, tức đến nỗi cả người bắt đầu không ngừng run rẩy. Được rồi, đừng có mà các ông chúng tôi nữa, Lâm Thanh Nhã, chị không chẳng phải là không muốn giao quyền sao? Nhưng hôm nay không thể theo chị được. Lâm Vĩ khinh thường chừng mắt liếc Lâm Thanh Nhã, sau đó nhìn Phó Chủ tịch Triệu Hồng Đào nói, chú Triệu, đoán chừng Thomas của tập đoàn Scott bây giờ đã đang trên đường tới rồi. Đợi sau khi anh ta tới, chỉ cần nhìn thấy tôi là giám đốc điều hành, anh ta chắc chắn sẽ hợp tác với công ty chúng ta. Điểm này mong ngài và các vị thành viên trong ban giám đốc yên tâm, cho nên bây giờ chúng ta bắt đầu bỏ phiếu trước đi được không? Ừ, tôi thấy được đấy. Triệu Hồng Đào gật đầu, sau đó đứng dậy, nhìn mọi người và nói, ai ủng hộ Lâm Thanh Nhã tiếp tục làm giám đốc điều hành, mời giơ tay. Lời này vừa nói ra, toàn trường không một ai giơ tay. Ngay cả những thành viên hội đồng quản trị từng ủng hộ Lâm Thanh Nhã, giờ phút này cũng là tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, không hề giơ tay ủng hộ Lâm Thanh Nhã. Bởi vì trong mắt họ, Lâm Thanh Nhã đã hết hy vọng. Còn sau lưng Lâm Vĩ có sự ủng hộ của tập đoàn Scott, thế đang thịnh. Nếu như vì Lâm Thanh Nhã mà đắc tội với Lâm Vĩ, thế thì rõ ràng đó không phải là hành động lý trí. Cứ thế, Lâm Thanh Nhã không có một phiếu bầu nào cả. Điều này làm cho ánh mắt của Lâm Thanh Nhã tràn đầy tuyệt vọng. Lẽ nào, mình phải thua thật sao? Ha ha ha, Lâm Thanh Nhã, người chị tốt của tôi, xem ra nhân duyên trong Lâm Thị của chị cũng chẳng ra làm sao. Thế mà đến một người sẵn sàng ủng hộ chị cũng không có, cái này thì không trách được người khác rồi. Lâm Vĩ chào phúng cười to, gương mặt tràn đầy đắc ý. Theo như cậu ta thấy, Lâm Thanh Nhã không được một phiếu nào cả, như thế thì vị trí giám đốc điều hành đã thuộc về cậu ta rồi. Vì thế, cậu ta nóng lòng nhìn về phía Triệu Hồng Đào, nói: "Chú Triệu, mau tiến hành bỏ phiếu cho cháu." "Ừ." Triệu Hồng Đào gật đầu mỉm cười, sau đó nhìn về phía mọi người, nói: "Ai ủng hộ cậu Lâm thì mời." Phanh. Nhưng mà, đúng lúc này, cửa chính của phòng họp bất ngờ bị người ở bên ngoài đẩy ra cắt đứt lời nói của Triệu Hồng Đào. Mọi người ào ào quay đầu nhìn về phía cửa phòng họp. Vừa nhìn một cái, Lâm Thanh Nhã và Lâm Vĩ đều sững sờ, mở to hai mắt mà nhìn. Bởi vì người tới không phải người khác, mà chính là Diệp Thu. Diệp Thu, ai cho anh vào đây? Chỗ này là cuộc họp của hội đồng quản trị, là chỗ cho một tên phế vật như anh tùy tiện vào sao? Mau cút ra ngoài cho bản thiếu. Lâm Vĩ hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh giọng quát. Nhưng mà, Diệp Thu lại không thèm nhìn Lâm Vĩ, anh đi thẳng tới trước mặt Lâm Thanh Nhã, mỉm cười nói, "Lâm tổng, anh không tới muộn chứ?" "Sao anh lại tới đây?" Lâm Thanh Nhã khó hiểu hỏi. "Anh nghe nói có người muốn bắt nạt em, cho nên anh đặc biệt chạy tới giúp em a." À. Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, vẻ mặt dịu dàng nói. "Giúp tôi?" Lâm Thanh Nhã ngây ngẩn cả người. "Ha ha ha." Còn Lâm Vĩ thì lập tức khinh thường cười to ngay tại chỗ cười đến chảy cả nước mắt sau đó cậu ta nhìn diệp thu vẻ mặt coi thường châm biếm nói diệp thu anh tới gây cười hả chỉ dựa vào cái tên phế vật chờ được bao nuôi như anh mà cũng muốn giúp lâm thanh nhã ư bây giờ chị ta còn khó bảo vệ được bản thân đấy anh có hiểu không xin hỏi anh giúp như thế nào lấy gì mà giúp cũng không nhìn xem mình là cái thứ gì đừng nói là anh Hôm nay bất luận là kẻ nào cũng không thể ngăn tôi ngồi vào vị trí giám đốc điều hành này. Thật ngại quá, hôm nay đúng là cậu không ngồi vào vị trí giám đốc điều hành này được đâu, bởi vì giám đốc điều hành của Lâm thị chỉ có một, đó chính là Lâm Thanh Nhã, còn cậu muốn chen với Lâm tổng ư? Đừng nằm mơ nữa, tôi sẽ không để cậu đạt được đâu." Diệp Thu liếc Lâm Vĩ một cái, thản nhiên nói. "Ha ha ha, Diệp Thu, anh định làm tôi chết cười đúng không?" Đến cả Lâm Thanh Nhã còn không ngăn được tôi, anh chỉ là một phế vật, lấy gì ngăn cản tôi hả? Lấy cái đầu anh sao? Anh đừng quên, ở nhà họ Lâm anh chỉ là một kẻ vô dụng được bao nuôi. Ở Lâm thị, anh cũng chỉ là một nhân viên quen ở bộ phận kinh doanh, ở trước mặt bản thiếu, anh mãi mãi là cặn bã, hiểu chưa? Lâm Vĩ khinh thường cười to. Chương 114, trò hay bắt đầu. Diệp Thu, anh có nghe thấy không hả? Còn không mau cút đi còn không đi nữa thì một khi đợi tôi ngồi vào vị trí giám đốc điều hành, tôi nhất định sẽ đuổi anh và Lâm Thanh Nhã ra khỏi công ty như đuổi cho ý. Vẻ mặt Lâm Vĩ đầy khinh thường trợn trắng mắt nhìn Diệp Thu, nói rất là kiêu ngạo. Thế thì sợ rằng mong muốn này của cậu phải tan vỡ rồi. Bởi vì cậu mãi mãi không thể ngồi lên vị trí giám đốc điều hành được, muốn biết vì sao không. Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Ha ha, Lâm Vĩ khinh thường cười một cái, đang chuẩn bị tiếp tục châm biếm Diệp Thu. Nhưng đúng lúc này, một bóng dáng bước nhanh đi vào phòng họp. Nhìn thấy người này, Lâm Vĩ ngây ngẩn cả người, gương mặt nháy mắt tươi như hoa. Bởi vì người đó, chính là Thomas Phó Tổng Giám Đốc của công ty chi nhánh hoa hạ thuộc tập đoàn Scott. Tuy rằng giờ phút này gương mặt của Thomas sưng phù, nhưng nhìn kỹ thì vẫn có thể nhận ra. Trong lúc nhất thời, Lâm Vĩ phân khích chết đi được bởi vì đây là đòn sát thủ của cậu ta a à. chỉ cần có sự ủng hộ của thomas lại thêm số phiếu bầu của những thành viên hội đồng quản trị cậu ta đã có thể danh chính ngôn thuận bãi miễn lâm thanh nhã ngồi vào vị trí của giám đốc điều hành cho nên vào giờ phút này lâm vĩ càng thêm kiêu ngạo ha 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 lâm vĩ ngẩng đầu cười to sau đó chẳng thèm quan tâm tới diệp thu và lâm thanh nhã nữa cậu ta vội vàng đứng dậy đi nghênh đón thomas vẻ mặt nhiệt tình nói, Thomas tiên sinh, cuối cùng tôi cũng chờ được ngày tới. Nhưng mà, Thomas đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn Lâm Vĩ lấy một cái, đi vòng qua Lâm Vĩ, bước nhanh tới trước mặt Lâm Thanh Nhã, bùm bục một tiếng quỳ xuống trước mặt Lâm Thanh Nhã, gương mặt ấy náy nói, Lâm Tổng, tối qua tôi ăn phải cứt cho nên nói chuyện không lọt tai, làm bẩn lỗi tai cô, mong cô thứ lỗi, đừng chấp nhặt với kẻ ngu ngốc kém hiểu biết như tôi. Một màn này, làm cho tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt hai mắt chừng đến nỗi suýt rất ra ngoài nụ cười trên mặt lâm vĩ nháy mắt cừng đờ anh gương mặt tươi cười của lâm thanh nhã cũng thay đổi vẻ mặt đầy nghi hoặc bởi vì thái độ tối qua của thomas cương quyết thế nào cô đã tận mắt nhìn thấy sao bỗng nhiên hôm nay lại như biến thành một người khác thế này nhất thời lâm thanh nhã khá là mờ mịt thomas tiên sinh anh xin lỗi chị ta làm gì a à? hôm nay anh tới chẳng phải là để nói chuyện hợp tác với tôi sao lâm vĩ nhìn thomas hỏi với vẻ mặt khó hiểu nhưng mà cậu ta không nói ra câu này còn hay cậu ta vừa nói ra câu này sắc mặt thomas lập tức trở nên xanh mét gã ta quay đầu hung hăng chừng mắt nhìn lâm vĩ dùng tiếng hoa hạ chửi như tát nước ngay tại chỗ hợp tác tôi hợp tác với cậu cái cục cứt ấy cậu có muốn để tôi hợp tác với mẹ cậu rồi sinh ra một em trai không DTM sao 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 cậu không đi chết đi. Nghe thấy lời này, mọi người trong phòng họp sửng sốt. Lâm Vĩ lại càng ngu người không hiểu chuyện gì, trong đầu không ngừng đặt ra câu hỏi. Chuyện gì thế này? Chẳng phải Thomas đến là để ủng hộ mình sao? Sao mà vừa mới hỏi được câu đầu đã chửi mình rồi? Nghĩ tới đây, Lâm Vĩ nhíu mày, sắc mặt khó coi hỏi Thomas tiên sinh, anh có ý gì vậy? Cậu bảo tôi có ý gì hả? ông đây con mẹ nó sắp bị cậu hại chết rồi. Cậu là đồ chó má, tôi muốn bóp chết cậu luôn. Thomas hung hăng chừng mắt nhìn Lâm Vĩ một cái, phẫn nộ quát. Bây giờ gã ta thật sự có xúc động muốn giết Lâm Vĩ. Bởi vì nếu không do Lâm Vĩ, gã ta cũng sẽ không lưu lạc tới bước đường ngày hôm nay. Mà hiện tại, lợi ích mà Lâm Vĩ hứa hẹn với gã ta, gã ta không ăn được không nói. Đến cả vị trí phó tổng của mình cũng bị mất rồi, Mất hết rồi không còn gì nữa, suýt nữa còn mất luôn cả cái mạng. Khỏi nói Thomas oán hận Lâm Vĩ nhiều thế nào. Thomas tiên sinh, anh nói tôi nghe không hiểu lắm. Sao tôi lại hại anh chứ? Sắc mặt Lâm Vĩ cứ đổi rồi lại đổi, khó hiểu hỏi. Tôi đã tê liệt rồi, cậu nói cậu hại tôi thế nào hả? Cậu hại tôi suýt thì mất việc, còn hại tôi suýt nữa thì mất mạng, đồ chó má cậu mà còn muốn hợp tác với tập đoàn Scott á? Cậu đi ăn cứt đi. Thomas chửi ầm lên luôn. Nói xong, Thomas nhìn cũng không thèm nhìn Lâm Vĩ một cái, sau khi dập đầu ba cái với Lâm Thanh Nhã xong thì xoay người, đi ra khỏi phòng họp. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Thomas. Tất cả mọi người ở đây đều sững sờ, một đám ngẩn tò te. Bọn họ rất là nghi hoặc. Trước đó Thomas ủng hộ Lâm Vĩ như thế, sao bỗng nhiên lại như biến thành một người khác vậy? Phải biết rằng, mới sáng hôm qua thôi, thomas còn đặc biệt tỏ rõ thái độ với tập đoàn lâm thị giám đốc điều hành của lâm thị nhất định phải là lâm vĩ mới được như thế thì tập đoàn scott mới đồng ý hợp tác với lâm thị sao hôm nay bỗng nhiên lại thành ra thế này đây sắc mặt lâm vĩ cũng trở nên cực kỳ khó coi sau đó cậu ta trừng mắt nhìn diệp thu tức giận nói diệp thu rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra có phải là anh là không đừng nóng vội trò hay mới vừa bắt đầu thôi Diệp Thu nhếch miệng cười, vẻ mặt nghiền ngẫm nói: "Anh vừa dứt lời, bên ngoài lại có hai người đi vào trong phòng họp, chính là Kuro cùng với Michael tổng giám đốc của công ty chi nhánh Hoa Hạ của tập đoàn Scott." Nhìn hai người này, mọi người ở đây đều kinh ngạc, bởi vì đa số họ đều nhận ra Michael, còn Kuro thì đây là lần đầu tiên họ gặp. Nhưng dù vậy, cũng đủ để bọn họ kinh sợ rồi dù sao thì địa vị và thân phận của Michael có thể ngang vai ngang vế với chủ tịch tập đoàn Lâm Thị Lâm Thanh Sơn. Đừng xem anh chỉ là một tổng giám đốc của một công ty chi nhánh, nhưng đứng phía sau anh chính là cả một tập đoàn Scott. Chỉ nguyên điểm này thôi, đã đủ để người khác không dám coi thường rồi. Michael tiên sinh, sao anh lại tới đây? Phó chủ tịch Triệu Hồng Đào lập tức đứng lên, tươi cười đón tiếp. Tôi đi theo cậu chủ nhà chúng tôi tới. Michael chỉ vào Kuro bên cạnh, thản nhiên nói. "Cậu chủ." Triệu Hồng đào giật mình. "Giới thiệu với ông, đây là cậu chủ của gia tộc Scott chúng tôi, cũng là người thừa kế tương lai của gia tộc, cậu Kuro." Michael nhìn Triệu Hồng đào rồi nói. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh sợ. Hiển nhiên là bọn họ không ngờ cậu chủ của nhà siêu giàu châu Âu sẽ tới đây. Đây người tai to mặt lớn chân chính a. So sánh một cái thì Thomas trước đó đúng là một con kiến hôi. Nhất thời, những thành viên trong hội đồng quản trị đều nhìn Kuro với ánh mắt cung kính. "Xin chào cậu chủ Kuro." Triệu Hồng Đào vội vàng chào hỏi Kuro. "Không cần khách sáo như vậy." Kuro khoát tay, bình thản nói. "Không biết cậu chủ Kuro tới đây là có việc gì?" Triệu Hồng Đào cung kính hỏi. "Cũng không có chuyện gì lớn, tôi chỉ muốn tỏ rõ một chút lập trường và thái độ của gia tộc Scott chúng tôi về việc hợp tác với quý công ty." Kuro bình thản nói: "Thế, ý của gia tộc Scott là?" Triệu Hồng đào lặng đi một chút, vội hỏi. Giờ khắc này, mọi người ở trong phòng họp đều dựng thẳng lỗ tai lên. Bọn họ cũng muốn biết, rốt cuộc gia tộc Scott nghĩ thế nào. Chẳng nhẽ cũng giống với Thomas, ủng hộ Lâm Vĩ sao? "Thái độ của gia tộc Scott chúng tôi rất rõ ràng, từ nay về sau, gia tộc Scott chúng tôi mãi mãi ủng hộ Lâm Thanh Nhã vô điều kiện, hơn nữa chỉ hợp tác với Lâm Thanh Nhã." Nếu như Lâm Thanh Nhã bị buộc từ chức giám đốc điều hành, vậy thì gia tộc Scott chúng tôi đành phải chấm dứt với Lâm thị và là kẻ thù." Kuro thản nhiên nói. Tuy rằng giọng điệu của anh rất bình thường, nhưng lại chân thật đáng tin. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều kinh sợ. "Trời ơi, tôi không nghe nhầm đấy chứ? Trước đó chẳng phải tập đoàn Scott muốn ủng hộ Lâm Vĩ làm giám đốc điều hành sao?" Chương 115, còn muốn tiếp tục không? Tại sao lại như vậy? Tại sao, tập đoàn Scott các người đã nói là muốn ủng hộ tôi, trợ giúp tôi ngồi vào vị trí giám đốc điều hành cơ mà? Tại sao bây giờ lại muốn ủng hộ cho Lâm Thanh Nhã? Tập đoàn Scott các người là đồ lật lọng vậy sao? Lâm Vĩ sông lên, trừng mắt nhìn Kuro và Michael, sắc mặt khó coi gào thét. Cậu Lâm, không được vô lễ. Sắc mặt triệu hồng đào thay đổi, vội vàng chặn Lâm Vĩ lại. Mặc dù ông ta cũng đứng về phía Lâm Vĩ, nhưng Kuro là cậu chủ của gia tộc Scott A. Nếu mà đắc tội người ta, thì Lâm Thị xác định gặp họa rồi, ai nói muốn ủng hộ cậu. Kuro lạnh lùng chừng mắt nhìn Lâm Vĩ một cái, cười lạnh nói Thomas nói muốn ủng hộ cậu, đó chỉ là ý kiến của mình cậu ta, cậu ta không thể đại diện cho tập đoàn Scott chúng tôi. Cuống hồ, bây giờ cậu ta đã bị đuổi khỏi tập đoàn Scott rồi. Vì thế những chuyện mà cậu ta hứa với cậu trước kia không liên quan với tập đoàn Scott chúng tôi. Anh, anh, Lâm Vĩ tức đến nỗi người run lên. Sao thế? Cậu còn có ý kiến gì nữa sao? Kuro khinh thường cười một cái, lạnh lùng hỏi. Tôi con mẹ nó, Lâm Vĩ đang định nổi nóng với Kuro. Triệu Hồng Đào thấy thế, sợ tới mức sắc mặt thay đổi, vội vàng giữ Lâm Vĩ lại, trấn an nói, "Cậu Lâm, cậu phải bình tĩnh, cậu chủ Kuro thân phận cao quý, cậu đừng vì cơn nóng giận tức thời, nói ra những lời không nên nói, vì thế phá hủy Lâm thị, phá hủy cả nhà họ Lâm." Hừ, Lâm Vĩ tức giận dậm chân, cắn răng, chỉ có thể nổi giận đùng đùng xoay người về đến chỗ ngồi của mình, ngồi xuống. Triệu Hồng Đào thấy thế cũng thở vào một hơi, sau đó nhìn Kuro, mang theo khuôn mặt tươi cười nói, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, mong cậu chủ Kuro rộng lòng bỏ qua. Không sao, Kuro khoát khoát tay, sau đó xoay người đi tới trước mặt Lâm Thanh Nhã. Mà thời phút này thái độ của cậu ta cũng quay ngoắt 180 độ, cậu nhìn Lâm Thanh Nhã, cực kỳ khách khí nói, "Lâm tổng, lúc trước bởi vì Thomas làm cho cô khó chịu, mong cô thứ lỗi. Từ nay về sau, tập đoàn Scott sẽ mãi mãi hợp tác với cô, mong rằng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ." Một màn này, Lâm Thanh Nhã ngây ngẩn cả người. Cô cũng không ngờ sự việc sẽ phát triển tới bước này. Lúc đầu sau khi thấy bỏ phiếu xong, cô đã hết hy vọng rồi, cô nghĩ rằng hôm nay chắc chắn mình sẽ bị bãi miễn. Nhưng không ngờ mọi chuyện sau đó lại liên tục đảo ngược. Đầu tiên là Thomas đi vào phòng họp quỳ xuống xin lỗi cô. Tiếp theo, thế mà đến cả cậu chủ của gia tộc Scott cũng tới. Hơn nữa còn tỏ rõ thái độ là muốn ủng hộ cô, hợp tác với cô. Điều này làm cho Lâm Thanh Nhã cực kỳ kinh ngạc, quả thực là một cảm giác như đang nằm mơ vậy, miệng há ra nửa ngày, không nói ra lời. Nhưng mà, Kuro thấy Lâm Thanh Nhã không nói chuyện, không trả lời mình, cậu còn tưởng Lâm Thanh Nhã có ý kiến gì với mình cơ. Điều này làm cậu một trận. Bởi vì vậu rất rõ, vị Lâm Tổng này chính là vợ của Diệp Thu A. Đâu là người mà cậu tuyệt đối không thể đắc tội, nhất định phải cung phụng như tổ tông ấy. Nếu không Diệp Thu sẽ tiêu diệt gia tộc Scott mất, nghĩ tới đây. Kuro vội vàng nhìn Lâm Thanh Nhã, mỉm cười hỏi, Lâm Tổng, xin hỏi có phải cô có chỗ nào không hài lòng với tập đoàn Scott không? Nếu mà có thì cô cứ nói, Chúng tôi nhất định sẽ sửa. Lời này vừa nói ra, tất cả các thành viên trong ban giám đốc đều kinh hãi. Tập đoàn Scott cao quý nhường nào a, à, doanh nghiệp bình thường chạy tới cầu xin muốn hợp tác cùng đã là cực kỳ khó khăn. Cho dù là tập đoàn Lâm thị, đã bàn với tập đoàn Scott lâu như vậy rồi mà vẫn chưa bàn xong. Mà hôm nay, cậu chủ Kuro của gia tộc Scott lại nói ra những lời như thế này thậm chí còn hơi có ý muốn xin hợp tác cùng Lâm Thanh Nhã. Điều này khỏi nói đã làm cho bọn họ kinh ngạc thế nào. Lâm Thanh Nhã cũng run lên, vội vàng khoát tay, giải thích, "Không, không có ý kiến gì, vừa nãy tôi chỉ đang cảm thấy hơi khó tin, vì sao đột nhiên tập đoàn Scott các anh lại chọn hợp tác với tôi chứ? Chúng tôi lựa chọn như vậy, tất nhiên là có lý do của chúng tôi." Kuro mỉm cười nói, mà ánh mắt cậu ấy lại vô ý liếc qua Diệp Thu bên cạnh. Được rồi, nếu cậu chủ Kuro không muốn nói nhiều, vậy thì tôi cũng không hỏi nhiều nữa. Tôi sẽ dùng hành động chứng minh, lựa chọn của các anh là rất chính xác. Hy vọng sau này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Lâm Thanh Nhã kìm chế lại vui sướng trong lòng, gật đầu nói. Dẫu sao thì có thể hợp tác với tập đoàn Scott, không những có thể bảo vệ vị trí giám đốc điều hành của cô, còn có thể làm cho tập đoàn Lâm Thị phát triển thuận lợi trong 20 năm tới. Trong lòng Lâm Thanh Nhã rất vui mừng, Đúng là như thể nhặt được một món hời lớn. Thế nhưng cô lại không biết, giờ phút này Kuro còn vui hơn cả cô. Theo như Kuro thấy, tập đoàn Scott có thể hợp tác với Lâm thị, cũng chẳng khác nào làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa gia tộc Scott và Diệp Thu. Điều này đối với gia tộc Scott rất muốn quan hệ gần hơn với Diệp Thu mà nói, tuyệt đối là một tin tức cực kỳ tốt. Cho nên giờ phút này Kuro mới là người kích động nhất trong lòng. Được 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 chúng ta nhất định sẽ hợp tác vui vẻ. Kuro nhếch miệng cười nói. Sau đó cậu liền quay đầu nhìn về phía Triệu Hồng Đào, nói Triệu Phó Tổng, tôi nghe nói vừa nãy các ông đang bỏ phiếu một lần nữa để chọn ra giám đốc điều hành, bây giờ có cần tiếp tục nữa không? Không, không cần nữa rồi, tôi nghĩ, chắc là không có ai phải đối Lâm Thanh Nhã tiếp tục đảm nhiệm vị trí giám đốc điều hành của Lâm Thị. Triệu Hồng Đào vội vàng xua tay, cười mỉa nói sau đó ông ta quay đầu nhìn về phía các thành viên trong hội đồng quản trị, hỏi tôi nói có đúng không? Đúng đúng đúng. Những thành viên trong hội đồng quản trị đều vội vàng gật đầu. Dù sao thì bọn họ cũng không dám rắc tội Kuro. Một khi đã vậy, thế chúng tôi xin phép về trước đây. Nói xong, Kuro mỉm cười gật đầu với Lâm Thanh Nhã, sau đó liền dẫn theo Miche rời khỏi phòng họp. Chúng ta cũng tan họp thôi. Triệu Hồng Đào nhìn mọi người trong hội đồng quản trị rồi khoát khoát tay, sau đó cũng đi ra ngoài phòng họp. Dù sao thì lần họp cổ đông lần này, mục đích chính yếu là muốn giúp Lâm Vĩ ngồi vào vị trí giám đốc điều hành. Nhưng hôm nay Lâm Thanh Nhã đã có được sự ủng hộ của Kuro. Thế thì hội đồng quản trị có họp tiếp thì cũng không có ý nghĩa gì nữa. Theo Triệu Hồng Đào rời đi, mọi người trong hội đồng quản trị cũng lục tục rời đi. Chẳng mấy chốc, trong phòng họp chỉ còn lại lâm thanh nhã diệp thu và lâm vĩ diệp thu liếc mắt nhìn qua vẻ mặt xanh mét của lâm vĩ gương mặt trên tức nói aya à, hình như nguyện vọng của người nào đó đã tan tành rồi nghe thấy lời này sắc mặt lâm vĩ lập tức trầm xuống cắn răng vẻ mặt oán giận nói diệp thu anh đừng vội đắc ý cho dù lần này tôi thất bại thì có sao tôi vẫn là cậu chủ của nhà họ lâm còn anh vẫn là một tên phế vật ở rể được bao nuôi chúng ta cứ chờ xem, trước sau gì cũng có một ngày, tôi sẽ làm cho anh giống như con chó, bò ra khỏi nhà họ lâm chúng tôi. Audio điện tử võ tấn bền chương 116, Lý Soái xin giúp đỡ Hai mắt lâm thanh nhã nhìn chầm chầm Diệp Thu, suy nghĩ cả nửa ngày thì bỗng nhiên hỏi, Diệp Thu, anh tìm Kuro đến đúng không? Không phải đâu, anh nào có cái bản lĩnh đó. Diệp Thu lắc đầu, lập tức phủ nhận. Nghe thấy vậy, Lâm Thanh Nhã nhíu mày. Của thực, thân phận của Kuro, không phải ai cũng có thể mời được cậu ấy. Nếu Diệp Thu mà có bản lĩnh đó, thì đã không tới nhà họ Lâm làm con rể ở rể rồi. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Thanh Nhã không còn hoài nghi Diệp Thu nữa. Nhưng chuyện này, cô vẫn cảm thấy kỳ lạ. Dù sao thì sự đảo ngược này thật sự quá đột ngột. Diệp Thu, anh giúp tôi phân tích đi, vì sao bỗng nhiên tập đoàn Scott lại chọn ủng hộ tôi chứ? Lâm Thanh Nhã nhìn Diệp Thu, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Chuyện like novel. Cái này á, Diệp Thu do dự một lát, sau đó anh nhìn Lâm Thanh Nhã, mỉm cười nói, có thể là bởi vì em quá ưu tú, năng lực của em, thử hỏi ở Giang Châu có ai là không biết không hả? Bớt nịnh nọt đi, nói thật. Lâm Thanh Nhã trợn trắng mắt nhìn Diệp Thu, tức giận nói. Lời anh nói chính là lời nói thật, một người rất xuất sắc là em, một người là playboy chỉ biết ăn chơi đàng điếm. Hễ là tập đoàn Scott không mắt mù thì chắc chắn sẽ chọn em." Diệp Thu nhún vai, nghiêm túc nói. Nghe thấy vậy, Lâm Thanh Nhã cũng gật đầu như nghĩ tới điều gì đó. Lần này, cô cảm thấy điều mà Diệp Thu nói khá có lý. Cho nên cô không hỏi thêm nữa. Điều này làm cho Diệp Thu thở phào một hơi. Sau khi rời khỏi phòng họp, Diệp Thu liền trở về bộ phận kinh doanh. Nhưng mà, cái mông của anh vừa mới đặt xuống ghế lý soái đã từ trong văn phòng giám đốc đi ra đi tới trước mặt diệp thu trầm mặt vẻ mặt nghiêm túc nói diệp thu cậu vào phòng làm việc của tôi một lát nói xong lý soái trực tiếp xoay người đi về phía phòng làm việc của giám đốc hà tình tình ngồi trước mặt diệp thu thấy vậy quay đầu nhìn diệp thu vẻ mặt lo lắng hỏi diệp thu có phải là anh lại làm sai chuyện gì chọc giám đốc lý không vui không tôi không biết diệp thu vô tội lắc đầu thế sao mà giám đốc Lý lại gọi anh vào văn phòng A? Hà tình tình nghi hoặc nói. Không biết, đi xem chẳng phải là rõ sao. Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, sau đó trực tiếp xoay người đi về phía phòng làm việc của Lý Soái. Tuyệt đối đừng cãi lại anh ta nhá. Hà tình tình vội vàng dặn dò. Diệp Thu mỉm cười gật đầu, sau đó đẩy cửa phòng làm việc của Lý Soái, rồi đi vào. Diệp Thu vừa đi vào. Lý Soái liền vội vàng đi lên đón, giờ phút này trên mặt lý soái toàn là nịnh nọt không còn một tí nghiêm túc nào diệp tiên sinh lúc trước vì không để cho các nhân viên khác biết quan hệ giữa chúng ta cho nên vừa nãy tôi mới giả vờ nghiêm túc một tẹo mong diệp tiên sinh đừng trách lý soái nhìn diệp thu vẻ mặt cung kính nói dù sao thì từ sau lần ở nhà hàng ra thế anh ta và giám đốc ngô ở bộ phận tiêu thụ đều đã bị diệp thu bắt được điểm yếu cho nên bọn họ chỉ có thể khách khí với diệp thu ngoài ra nghe theo mệnh lệnh của diệp thu nếu không khó mà giữ được công việc không sao anh vội vàng tìm tôi tới vì chuyện gì vậy diệp thu khoát tay bình thản hỏi thực ra vẫn là chuyện hợp tác với công ty bách hóa thiên tuyết hợp tác lần này rất quan trọng đối với bộ phận kinh doanh chúng ta nhưng lại cứ không bàn được mà cậu khá thân với chủ tịch của thiên tuyết mà cho nên tôi muốn mời cậu đích thân đi một chuyến giải quyết cái hợp đồng này không biết là có được không lý soái xoa xoa hai tay nhìn diệp thu mỉm cười hỏi đi một chuyến cũng không phải là không được diệp thu suy nghĩ một lát sau đó hỏi tôi chỉ muốn biết nếu mà đơn này thành công có tính là thành tích của tôi không tất nhiên là tính rồi chỉ cần cậu bàn được thành công đơn hàng này không chỉ đạt tổng thành tích của bộ phận kinh doanh chúng ta mà thành tích tháng này của cậu cũng sẽ vượt chỉ tiêu lý soái vội vàng gật đầu nói thế à diệp thu hít mắt sau đó anh gật đầu đồng ý một khi đã vậy tôi sẽ đi chuyến này vâng cảm ơn diệp tiên sinh giúp đỡ ơn lớn như này lý soái tôi ghi nhớ suốt đời lý soái lập tức vui sướng đến phát điên gương mặt cảm kích nói đừng nói nhiều lời khách sáo như vậy tôi làm cái này cũng không phải là để giúp anh tôi làm vì thành tích của tôi thôi diệp thu khoát tay thản nhiên nói lời anh nói là lời nói thật dù sao thì mắt thấy sắp tới cuối tháng rồi mà thành tích của anh lại vẫn ở con số 0. Cho nên anh nhất định phải có được thành tích của mình, nhanh chóng thăng cấp rồi nói tiếp. Nếu không, cuối tháng không hoàn thành được thành tích. Lâm Thanh Nhã sẽ đổi việc anh đấy. Mặc kệ Diệp Tiên Sinh vì cái gì, đó cũng là giúp tôi một việc lớn. Lý Soái nhách miệng cười nói. Đưa hợp đồng cho tôi đi, tôi đi qua luôn. Diệp Thu thản nhiên nói. Được. Lý Soái nhanh chóng đưa bản hợp đồng đã chuẩn bị trước cho Diệp Thu. Diệp Thu cầm bản hợp đồng cũng không nán lại, anh trực tiếp đi ra khỏi phòng làm việc của Lý Soái, đi ra từ toàn nhà Lâm Thị. Diệp Thu gọi trước cho Triệu Mỹ Tuyết một cuộc điện thoại, anh định bàn hợp đồng trực tiếp với Triệu Mỹ Tuyết, như thế cũng có thể bớt được nhiều phiền phức. Hơn nữa anh tin rằng chắc chắn Triệu Mỹ Tuyết sẽ không từ chối mình. Đúng như dự đoán, Triệu Mỹ Tuyết không nói hai lời, đồng ý luôn. Nhưng mà bởi vì hôm nay cô có việc không ở công ty, không ký hợp đồng với Diệp Thu được. Cho nên cô giao chuyện này cho tổng giám đốc của công ty là Tô Hán Sơn. Để sau khi Diệp Thu tới công ty thì trực tiếp tìm Tô Hán Sơn là được. Đối với việc này, tất nhiên là Diệp Thu không có ý kiến. Dù sao thì ký với anh cũng thế, chỉ cần sắp xếp ổn là được. Diệp Thu bắt luôn một chiếc taxi ở cửa công ty, sau đó đi thẳng tới Bách Hóa Thiên Tuyết. Một đường không nói chuyện, mắt thấy cách bách hóa thiên tuyết chỉ còn chưa tới mấy km. Thì đúng lúc này, điện thoại của Diệp Thu bất ngờ reo lên. Lấy ra nhìn, vậy mà lại là Âu Dương Hạo gọi đến. Vì thế Diệp Thu nghe máy luôn. Alo, lão đại, anh đang làm gì thế? Giọng nói của Âu Dương Hạo truyền ra từ trong điện thoại. Đang trên đường đi bàn hợp đồng, sao thế? Diệp Thu nghi hoặc nói. Lúc trước không phải anh bảo em giúp anh điều tra Giang Nam thất quái sao? Trừ bỏ lão Thất đã chết ra, thì thông tin của sáu quái còn lại đã tra ra hết rồi. Anh cần bên em làm gì không?" Âu Dương Hạo nói. "Không cần, cậu gửi thông tin của bọn họ cho tôi là được rồi, chuyện này tôi định đích thân xử lý." Diệp Thu thản nhiên nói. "Vâng, thế em sẽ gửi qua tin nhắn cho anh." Âu Dương Hạo gật đầu, sau đó liền cúp máy luôn. Chương 117: Gặp phải kẻ cướp. Diệp Thu nhíu mày, nghi hoặc nói, chúng ta tới nơi rồi à, bác tài. Không, có người cố tình chặn chúng ta. Bác tài hoảng hốt nói. Hả? Diệp Thu ngẩn ra, anh ngẩng đầu nhìn về phía trước xe xem sao. Chỉ thấy một chiếc xe van tải 7 đến 8 chỗ màu trắng đang chặn ngang trước xe taxi, ngăn xe taxi đi đường. Mà ba hướng trái phải sai của xe taxi cũng có một chiếc xe van, xe tải, 7 đến 8 chỗ màu trắng bốn chiếc xe này đã chặn kín đường của chiếc taxi tài xế cũng không cách nào lúc này mới phanh lại ngừng xe gấp chàng trai có phải là cậu đã chọc phải người nào đó rồi không bác tài xế taxi quay đầu nhìn diệp thu hơi sợ hỏi chắc là không có đâu diệp thu híp híp mắt mà đúng lúc này cửa của bốn chiếc xe van mở ra mười mấy tên tráng hán mặc áo ba lỗ màu đen từ trên xe nhảy xuống hùng hổ bước về phía chiếc taxi Thấy vậy, tài xế taxi sợ lắm rồi, sắc mặt trắng bệch nói, phải làm gì bây giờ a à? bọn họ sẽ không tập bể chiếc xe đấy chứ. Yên tâm đi, không sao. Diệp Thu vỗ vai tài xế xe taxi, anh nhếch miệng cười, sau đó trực tiếp đẩy cửa xuống xe. Quảng cáo sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ. Một đám tráng hán lập tức bao vây Diệp Thu. Các cậu là... Diệp Thu quét mắt nhìn đám tráng hán này một cái, nghi hoặc nói. Thằng danh, cậu đã chọc phải người không nên chọc, làm chuyện không nên làm, bây giờ mời cậu đi theo chúng tôi một chuyến. Tráng hán dẫn đầu nhìn Diệp Thu, lạnh lùng nói. Sau đó, tráng hán dẫn đầu vẫy tay một cái. Hai tên tráng hán trong số đó trực tiếp đi đến bên cạnh Diệp Thu, trói cánh tay Diệp Thu lại rồi đi tới chiếc xe bánh mì màu trắng ở trước mặt. Diệp Thu không có phản kháng. Bởi vì anh muốn xem xem, rốt cuộc là ai muốn tìm mình gây rắc rối nhưng thế cũng dễ tìm hiểu nguồn gốc bóp chết sạch các uy hiếp cứ thế diệp thu bị hai tráng hán đưa lên xe chiếc xe vừa khởi động đầu anh liền bị bịt kín bởi một miếng vải đen hai tay hai chân cũng bị người ta lấy dây thừng buộc chặt nếu mà là người bình thường bị buộc như này về cơn bản thì sẽ là mặc người ta chém giết rồi nhưng diệp thu lại không hoang mang tí nào trong đầu yên lặng nhớ kỹ những lần rẽ ngoặt của chiếc xe cùng với thời gian chạy cứ thế, khoảng hơn một tiếng đồng hồ trôi qua. Cuối cùng chiếc xe đã dừng lại. Hai gã tráng hán phụ trách trông chừng Diệp Thu, đầu tiên là gỡ khăn trùm đầu màu đen trên đầu Diệp Thu, sau đó dẫn Diệp Thu xuống xe. Nhìn cảnh vật trước mặt, Diệp Thu nhíu mày. Bởi vì giờ phút này anh đang đứng ở cổng của một công xưởng bỏ hoang không biết tên. Lại nhìn cảnh vật bốn phía xung quanh, nếu không có gì bất ngờ thì. Công xưởng bỏ hoang này chắc là nằm ở ngoại thành của Giang Châu về phần cụ thể chỗ nào thì không thể nào biết được diệp thu nhìn tráng hán dẫn đầu nghi hoặc nói xin hỏi rốt cuộc thì tôi đã đắc tội người nào vậy nhóc con cậu đã đắc tội một người mà cậu vĩnh viễn không đắc tội nổi nếu kiếp sau mà có đầu thai thì nhất định phải nhớ cái giáo huấn này tráng hán dẫn đầu cười lạnh nói sau đó anh ta vẫy tay một cái với hai tráng hán kia hai tráng hán kia trực tiếp dựng diệp thu lên đi vào trong cửa của nhà xưởng bỏ hoang xem ra nhà xưởng này đã bỏ hoang rất lâu rồi bên trong mọc đầy cỏ dại sắp cao bằng một người rồi xuyên qua đám cỏ dại đó đi tới nhà xưởng tráng hán dẫn đầu cùng với hai tráng hán dựng diệp thu đi đều ngừng lại diệp thu ngẩng đầu nhìn chỉ thấy ở chính giữa nhà xưởng bỏ hoang đó giờ phút này đang có một thân ảnh đang đứng đó là một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi màu xanh có bụng bia khá to đeo cái dây vàng lớn ăn mặc đúng kiểu nhà giàu mới nổi nhìn thấy người đó diệp thu nhíu mày bởi vì anh không quen người này thậm chí còn chưa bao giờ gặp người này anh cầu đã dẫn người tới rồi ạ à? tráng hán dẫn đầu bước nhanh lên phía trước nhìn người đàn ông trung niên mặc áo màu xanh cung kính nói cậu ta có phản kháng không người đàn ông trung niên áo xanh quét mắt nhìn diệp Thu một cái thản nhiên hỏi không phản kháng mọi chuyện đều suôn sẻ, sau khi cậu ta nhìn thấy chúng tôi thì đã khoanh tay chịu chói. Tráng hán dẫn đầu lắc đầu. Ồ, ha ha, coi như vẫn còn biết tự biết mình đấy nhỉ. Người đàn ông trung niên áo xanh lạnh lùng cười một cái, sau đó đi thẳng tới trước mặt Diệp Thu, nhìn Diệp Thu, vẻ mặt kiêu ngạo hỏi, nhóc con, cậu có biết là mình đã phạm phải sai lầm gì không? Không biết, Diệp Thu thản nhiên nói. Hay cho một câu không biết. Người đàn ông trung niên mặc áo xanh lạnh lùng cười một cái, nhìn Diệp Thu, sắc mặt âm trầm hỏi, cậu có biết câu lạc bộ mát xa chân hoàng đế không? Mát xa chân hoàng đế. Diệp Thu híp hít mắt, sau đó khóe miệng khóe nhếch lên một độ cong nghiền ngẫm, nói thế tức là, ông là người mà ông chủ của mát xa chân hoàng đế phái tới. Ha ha, cậu vẫn chưa quá ngu. Người đàn ông trung niên mặc áo xanh gật đầu cười lạnh, sau đó sắc mặt lập tức trầm xuống, chừng mắt nhìn Diệp Thu, giọng điệu lạnh như băng nói, nhóc con, cậu rất ngông cuồng rất to gan nhỉ, vẫn mà đến cả câu lạc bộ mát xa chân hoàng đế của ông chủ chúng tôi mà cũng dám đập. Tôi thấy cậu chán sống rồi đúng không? Tôi từng cho ông chủ các ông cơ hội, là chính ông ta không biết quý trọng. Diệp Thu thản nhiên nói. À ah, à đù mẹ, cái mạng nhỏ của cậu bây giờ đang nằm trong tay tôi, vậy mà vẫn dám kiêu ngạo như thế hả? Nhóc con, sợ là cậu không biết chữ chết viết như nào đúng không? người đàn ông trung niên áo xanh cắn răng tức giận nói sao nào ông chuẩn bị giết tôi à diệp thu khẽ nhếch khóe miệng vẻ mặt nhìn ngẫm hỏi giết cậu ư thế thì dễ dàng cho cậu quá ông chủ chúng tôi có lệnh nhất định phải khiến cho cậu sống không bằng chết đau muốn chết người đàn ông trung niên lạnh lùng cười một cái trong mắt xoẹt qua một vệt tàn khóc sau đó ông ta há mồm quát người đâu nhất thời mười mấy tráng hán cầm gậy cao su trong tay đi vào nhà xưởng người đàn ông trung niên áo xanh chỉ vào diệp thu vẻ mặt hung hăng nói đánh cho tôi đánh thật mạnh vào giữ lại hơi thở cuối cùng là được vâng các tráng hán không nói hai lời cầm gậy cao su vây xung quanh diệp thu chuẩn bị ra tay với diệp thu diệp thu vừa nhìn cái dáng điệu này tất nhiên là không có ý định ẩn tàng nữa rồi nếu không đường đường là vua của thế giới ngầm lại để cho một đám ma cả bông sau bụi đời đánh, đấy mới là chuyện cười. Chỉ thấy Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, hai cánh tay hai chân đồng thời phát lực. Nhất thời, những sợi dây thường còn đang trói chặt hai tay hai chân của Diệp Thu lại bị anh rất là ngang ngược giật đứt hết. Một màn này, làm cho tất cả mọi người ở đây kinh hãi. Dây thường chắc như vậy, thô to như vậy, dùng để buộc châu còn dư giả. chương 118, tay không tiếp đạn ngao. Một tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên trong khu nhà xưởng bỏ hoang. Nhưng mà, chủ nhân của tiếng kêu này lại không phải là Diệp Thu. Mà là của một tráng hán cầm gậy cao su trong đó. Chỉ nhìn thấy tráng hán đó bay đi 4-5 mét rồi nặng nề nện trên mặt đất, đập bể thành một khe nước trên mặt đất. Một màn này, làm cho những tráng hán còn lại và người đàn ông trung niên áo xanh đều kinh sợ bởi vì căn bản là bọn họ còn chưa kịp phản ứng xem là đã xảy ra chuyện gì thậm chí còn chưa nhìn rõ diệp thu ra tay như thế nào thì đã có một tráng hán bị phế bỏ ngay tại chỗ điều này quả thực là quá khó tin còn không để cho đám người kịp phản ứng lại chỉ thấy diệp thu bị vây ở giữa lại di chuyển thay đổi vị trí bịch 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 một loạt âm thanh trầm đục liên tiếp vang lên mười mấy tráng hán lúc bản còn hùng hổ trong nháy mắt đã ngã hết xuống đất thậm chí ngay cả hét thảm cũng hét không nổi nữa. Mà từ lúc bắt đầu tới khi kết thúc, chỉ có vẻn vẹn mấy giây. Điều này đã khiến cho người đàn ông trung niên áo xanh sợ ngây người. Phải biết rằng, mười mấy tráng hán này đều không phải là người bình thường, họ chính là những tay đấm đã trải qua huấn luyện chuyện nghiệp, lại thêm vũ khí trong tay, đủ để lấy một địch mười. Nhưng ở trước mặt Diệp Thu, lại chẳng thể chịu nổi một đòn người đàn ông trung niên áo xanh lập tức không thể bình tĩnh nổi nữa rồi ông ta vội vàng hét lên với phía ngoài nhà xưởng tất cả vào hết cho tôi tất cả mọi người mau lên theo tiếng gọi của người đàn ông trung niên áo xanh mấy chục tráng hán có nhiệm vụ đứng ngoài canh gác bên ngoài nhà xưởng đều đi vào hết người đàn ông áo xanh lấy tay chỉ vào diệp thu hung tợn nói lên không cần nương tay đánh chết cho tôi các tráng hán nghe thấy vậy gật đầu sau đó không nói hai lời như ong vỡ tổ sông vào chỗ Diệp Thu. Nếu một người bình thường mà nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ sợ đến đái ra quần. Nhưng mà, Diệp Thu lại như thể đang đi tản bộ ở công viên, sắc mặt bình thường chủ động ninh đón. Chẳng mấy chốc, những tiếng kêu thảm thiết như xé tim lại liên tiếp vang lên trong nhà xưởng một lần nữa. Những tráng hán nhìn có vẻ rất cường tráng, người cao 1m89 kia, ở trước mặt Diệp Thu thì như là những đứa trẻ tay trói gà không chặt. Về cơ bản thì Diệp Thu cứ một quyền một người, hơn nữa tráng hán mà bị anh đánh, trong thời gian ngắn khó mà bỏ dậy được. Không nới nửa phút đồng hồ, tất cả các tráng hán đều ngã hết trên mặt đất, đau khổ lăn lộn rên rỉ. Mà giờ phút này, ánh mắt của người đàn ông trung niên áo xanh nhìn Diệp Thu như nhìn thấy quỳ. Ông ta lăn lộn cũng được đến nửa đời người rồi, sờ bò lăn đánh, có kiểu người nào mà ông ta chưa từng thấy chứ. Nhưng kiểu người giống như Diệp Thu, thì đây là lần đầu tiên ông ta gặp một người đánh lại mấy chục người mà còn mất không tới một phút cho dù có là quay phim cũng không khỏi khoa trương quá rồi đi sốt cuộc cậu ta là quái vật dạng gì vậy vừa nghĩ tới đây người đàn ông trung niên áo xanh sợ tới mức trên trán đầy mồ hôi lạnh mà đúng lúc này ánh mắt của diệp thu lại rơi xuống người ông ta khóe miệng khẽ nhếch bây giờ chỉ còn lại mình ông thôi xin hỏi ông chuẩn bị để tôi sống không bằng chết như thế nào đây Dứt lời, Diệp Thu trực tiếp nhấc chân đi về phía người đàn ông trung niên áo xanh. Điều này dọa cho người đàn ông trung niên áo xanh không kìm chế được, cả người run lẩy bẩy. Ông ta vội vàng lùi ra sau vài bước, đồng thời tay phải mò ra sau lưng. Giây tiếp theo, ông ta rút ra một khẩu súng ngắn đen ngòm từ sau lưng, họng súng nhắm thẳng vào Diệp Thu. Ông ta cắn răng hung tợn nói, cậu đứng ở kia không được nhúc nhích cho tôi, nếu còn tiến lên một bước, ông đây sẽ bắn chết cậu ừ diệp thu nhìn khẩu súng trong tay người đàn ông trung niên áo xanh anh híp híp mắt có hơi bất ngờ dù sao thì ở đất nước mà pháp luật quản nghiêm như hoa hạ người bình thường không được có súng bởi vì có thể thấy được là thân phận của người đàn ông trung niên áo xanh không bình thường ông chủ phía sau ông ra lại càng không bình thường nghĩ tới đây khóe miệng diệp thu khẽ nhếch lên một nụ cười nghiền ngẫm như kiểu không nghe thấy lời mà người đàn ông trung niên áo xanh nói anh cứ tiếp tục đi lên phía trước. Điều này làm cho sắc mặt của người đàn ông trung niên áo xanh nhoáng cái trầm xuống, trong mắt xoẹt qua một tia sát ý, hung tợn nói, đây là cậu ép tôi, thế thì đừng trách tôi không khách khí. Vừa dứt lời, người đàn ông trung niên áo xanh nhắm ngay vào đầu Diệp Thu, bóp cò. Đoàn, chỉ nghe thấy một tiếng súng vang lên. Họng súng đen ngòm phun ra ánh lửa. Một viên đạn từ giữa họng súng bắn ra ngoài, lấy mắt thường khó mà nắm bắt được tốc độ bay nhanh về phía đầu diệp thu ở khoảng cách gần như vậy về cơ bản thì khó tránh khỏi vận mệnh bị nổ banh đầu bởi vì người bình thường thì không thể tránh được viên đạn càng đừng nói đến chuyện còn ở khoảng cách gần nữa nhưng mà ngay ở lúc viên đạn muốn bắn vào đầu diệp thu diệp thu mặt không đổi sắc cấp tốc vươn tay phải ra một giây sau Cả đời này người đàn ông trung niên áo xanh sẽ khó mà quên được một cảnh vừa xảy ra. Diệp Thu lại dùng ngón trón và ngón giữa của bàn tay phải kẹp lấy viên đạn. Mà khoảnh khắc đó, giữa cái ót của Diệp Thu và viên đạn chỉ còn lại không tới 2 mm. Hai mắt của người đàn ông trung niên áo xanh suýt nữa thì trừng ra ngoài, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Ông ta có nằm mơ cũng không ngờ, có người lại có thể tay không bắt đạn đây chẳng phải là tình tiết chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng mới có thể xuất hiện được thôi sao nhưng hiện tại là có thật a à. ảo giác đúng đây nhất định là ảo giác của mình nghĩ tới đây người đàn ông trung niên áo xanh vội vàng nhắm mắt lại hít sâu một hơi sau đó lại một lần nữa mở to mắt ra nhìn vừa nhìn một cái người đàn ông trung niên áo xanh sững sờ ngốc trệ ngây ngẩn cả người bởi vì hết thảy không hề xảy ra thay đổi gì viên đạn đó vẫn bị diệp thu kẹp chặt giữa hai ngón tay người đàn ông trung niên áo xanh không thể nào bình tĩnh nổi nữa rồi lúc này diệp thu mở hai ngón tay ra đang viên đạn rơi xuống đất phát ra một tiếng vang giòn của kim loại rơi mà âm thanh này càng giống như ma âm tới từ địa ngục khiến cho người đàn ông trung niên áo xanh không kiềm chế được mà run lên còn không đợi người đàn ông áo xanh phản ứng lại cả người diệp thu hóa thành một đạo tàn ảnh chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt người đàn ông trung niên áo xanh. Người đàn ông trung niên áo xanh sợ tới mắt sắc mặt nháy cái biến đổi, vô thức muốn bóp cò súng một lần nữa. Nhưng mà, một giây sau, người đàn ông trung niên sửng sốt, sau đó vội vàng cúi đầu nhìn vào bàn tay phải của mình. Chỉ thấy nơi đó đã trống không từ lâu rồi, không thấy súng đâu nữa. Ông ta lại ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thu. Sắc mặt của người đàn ông trung niên áo xanh lập tức trắng bệch tới cực điểm bởi vì súng của ông ra, không biết từ lúc nào đã rơi vào tay Diệp Thu. Trả cho tôi, đó là của tôi. Sắc mặt của người đàn ông trung niên biến rồi lại biến, chừng mắt nhìn Diệp Thu, hoảng loạn nói. Ông muốn no à? Được, tôi trả ông luôn đây. mười 119, cậu gặp chuyện lớn rồi đấy. Nhìn cảnh tượng này, hai mắt của người đàn ông trung niên áo xanh chừng sắp rớt ra ngoài rồi, miệng ông ta há thành hình chữ O. Đù mé cái này phải cần sức lực tay lớn như thế nào a à? thế mà có thể sờ sờ vân vê nhào một cái súng lục thành một cục sắt vụn qua biến thái quá khủng bố rồi đi nếu mà bị cậu tát một cái thế thì chắc là đau lắm nhỉ nghĩ tới đây người đàn ông trung niên áo xanh không kìm chế được mà cả người run lên vô thức vội vàng lùi về sau mấy bước kéo ra một khoảng cách với diệp thu đừng vội đi như vậy chẳng phải ông bảo ông muốn tôi trả nó lại cho ông sao đón lấy này. Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, sau đó cầm cục sắt vụn ném về phía người đàn ông trung niên áo xanh. Sắc mặt người đàn ông trung niên áo xanh chợt biến, trốn không kịp lập tức bị cục sắt đánh trúng vào bụng. Ngao! Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm vang lên. Người đàn ông trung niên áo xanh lập tức bị đánh bay ra ngoài. Cái bay này, xa hơn 10 mét, ông ta đập người vào một cây cột ở nhà xưởng, lúc này mới ngừng lại. Sau đó ông ta dựa lưng vào cây cột, bắt đầu ọc ọc hộc máu. Rõ ràng, cái đòn của Diệp Thu vừa nãy đã tạo thành nội thương cực kỳ nghiêm trọng cho ông ta. Lục phủ ngũ tạng đều chấn động đến xuất huyết. Tất nhiên, cái này Diệp Thu đã hạ thủ lưu tình rồi. Nếu không cái ném vừa rồi, bụng ông ta phải thủng ra một cái lỗ lớn. Diệp Thu không nhanh không chậm đi tới trước mặt người đàn ông trung niên áo xanh, anh cúi đầu nhìn sắc mặt người đàn ông trung niên áo xanh đã trắng bệch, thản nhiên hỏi còn muốn ngọ ngoại nữa không? nếu không định ngọ ngoại nữa thì tôi sẽ tiến ông lên đường. Nghe thấy lời này, sắc mặt của người đàn ông trung niên áo xanh chợt biến, sau đó ông ngẩng đầu nhìn Diệp Thu, miệng hùng gan xứ quát, nhóc con, cậu có biết ông chủ sau lưng tôi là ai không? Bang chủ bang liệt hỏa Hàn Dương, nếu như cậu dám giết tôi, vậy thì chắc chắn cậu sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Bang chủ bang liệt hỏa, Diệp Thu híp híp mắt, hừ, biết sợ rồi chứ gì, Người đàn ông trung niên áo xanh hừ một tiếng, vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Bang liệt hỏa chúng tôi là bang phái lớn nhất nhìn của thế giới ngầm Giang Bắc, đến cả Chu thái được xưng là vua của thế giới ngầm Giang Bắc cũng không dám coi thường chúng tôi, còn cậu, không những phá hủy câu lạc bộ mát xa chân hoàng đế mà bang chủ chúng tôi đã tốn một số tiền lớn để xây dựng, hôm nay còn dám đối xử với tôi thế này. Cậu gặp rắc rối to rồi đó, cậu biết không? Cậu đã gặp chuyện lớn rồi đấy." "Ồ, vậy sao?" khóe miệng Diệp Thu khẽ nhếch lên một nụ cười chiêu tức, sau đó anh giơ chân phải lên giẫm nát đùi phải của người đàn ông trung niên áo xanh. Răng rắc, chỉ nghe thấy một tiếng xương cốt nứt ra thanh thúy vang lên. Đùi phải của người đàn ông trung niên áo xanh đã bị Diệp Thu giẫm gãy rồi. Ngao, chân của tôi. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết xé tim gan vang vọng khắp nhà xưởng. Người đàn ông trung niên áo xanh ngã trên mặt đất, ôm lất đùi phải của mình, Vừa lăn lộn vừa thống khổ kêu thảm thiết. Bộ dạng kia, khỏi nói cũng biết là rất đau. Lúc đầu tôi chuẩn bị tiến ông lên đường cơ, nhưng ông đã chuyển ra dựa vào mình thì tôi cũng phải cho ông một cơ hội. Ông trở về nói với Hàn Dương, nếu bang liệt hỏa không muốn biến thành một đống hoang tàn giống với câu lạc bộ mát xa chân hoàng đế thì bảo ông ta trước khi mặt trời lặn ngày mai, đích thân đến nhà xin lỗi, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Diệp Thu từ trên cao nhìn xuống nhìn người đàn ông trung niên áo xanh vẻ mặt vô cảm nói. suốt lời, Diệp Thu chẳng thèm nhìn người đàn ông trung niên áo xanh cái nào, anh xoay người đi thẳng ra phía ngoài nhà xưởng bỏ hoang. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Diệp Thu, người đàn ông trung niên áo xanh sợ tới mức khắp người lạnh run, cái chán và cả sau lưng đã đầy mồ hôi lạnh từ lâu rồi, quần áo ướt như ngâm trong nước. Cho đến khi bóng dáng Diệp Thu hoàn toàn biến mất. Lúc này, người đàn ông trung niên áo xanh mới thở vào một hơi, trên mặt là biểu cảm sống sót sau tai nạn. Một kiếp này cuối cùng đã gắng gượng qua được. chấm 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 Sau khi đi ra khỏi nhà xưởng bỏ hoang, ở bên ngoài Diệp Thu tùy tiện chọn mỗi chiếc xe tải màu trắng ở đấy, rồi đi khỏi chỗ này. Về phần tuyến đường trở về, anh vẫn nhớ mang máng. Mặc dù lúc tới anh bị che mắt bằng miếng vải đen, nhưng anh dựa vào vào năng lực cảm giác khủng bố của bản thân, lại nhớ rõ chiếc xe tổng cộng rẽ qua mấy vòng trên đường đi mất bao nhiêu thời gian. Bỏ những thứ này vào trong đầu rồi tính toán. Tự nhiên là Diệp Thu cũng biết là phải đi như nào. Vì thế, Diệp Thu cũng không chần chừ trực tiếp dẫm ga đến hết mức, lái như bay chạy nhanh về khu nội thành. Dù sao thì lúc anh đi ra từ công ty, đã là giữa trưa rồi. Lại trải qua một trận lăn qua lăn lại, bây giờ đã là hơn 2 giờ chiều. Anh phải nhanh chóng trước khi tan làm là 5 giờ chiều, đi tới công ty trách nhiệm hữu hạn Bách Hóa Thiên Tuyết. Như thế thì mới có thể ký được hợp đồng với Tổng Giám Đốc Tô Hán Sơn. Bằng không nếu mà đi muộn, người ta tan làm mất. Thế thì ngày hôm nay của anh phí công rồi. Cứ thế, Diệp Thu lái xe một đường bão táp. Xe van bảy tám chỗ trong tay anh chạy nhanh đến mức sắp thành xe đua rồi. Anh lái xe đến hết tốc độ, một đường liên tục vượt xe tăng tốc. Tốc độ của anh dọa cho những chủ xe trên đường hoảng sợ. Bọn họ chưa bao giờ thấy xe van tải mà cũng chạy được nhanh như vậy. Nhất là một vài chủ xe sang, ví dụ như Mercedes-Benz, BMW. Sau khi bị con xe van của Diệp Thu vượt qua, một đám người lập tức tức giận, dẫm chân ga muốn đòi lại danh dự. Nhưng mà, con xe của Diệp Thu thoạt nhìn mập mạp, nhưng lại linh hoạt như cá, trong dòng xe qua lại lách mình, xuyên qua, tốc độ không hề giảm. Chỉ chốc lát sau, đã bỏ xa bọn họ mà mất tích mà cùng lúc Diệp Thu đang phi như bay chạy nhanh vào khu vực nội thành. Một chiếc Porsche 911 thể thao mui trần màu xanh cực kỳ phong cách, cũng đang chạy trên con đường này tiến vào nội thành. Ngồi trên xe là bốn thanh niên, trông khoảng trên dưới 20 tuổi, trang điểm cực kỳ mốt, vừa nhìn là biết con cháu nhà giàu. Đang lái xe, là một thanh niên đẹp trai mặc bộ đồ thể thao màu trắng. Ở bên tai phải của cậu ta còn đánh lỗ tai, nhìn có vẻ khóc. Mà lúc này, cậu ta đang đắc ý nói khoác về xe của mình với ba người bạn khác trên xe. Sao nào? Chiếc xe này của tớ khá tốt đúng không? Đây là quà sinh nhật ba tớ tặng tớ năm nay đấy, hơn 2 triệu tệ. Tớ còn đặc biệt tìm người lắp lại chiếc xe này, tốn mất gần một triệu tệ. Tớ dám nói, luận về tốc độ, phóng mắt cả cái giang bắc gần như không có cái xe nào có thể vượt qua con xe này của tớ. Thanh niên đẹp trai chỉ dùng một tay điều khiển vô lăng, trong miệng ngập điếu thuốc, rất là kiêu ngạo nói chuyện. Wow, cậu Tô Châu bò a, chiếc xe này cũng tuyệt, nếu anh mà lái con xe đi tham gia thi đấu, thể nào cũng giành quán quân. Đúng thế, cậu Tô, cậu giẫm chân ga của chiếc xe này, người khác chỉ đuổi theo thôi đã mệt chết rồi. Chương 120, xe van VS Porsche. Cậu Tô, chiếc xe này của cậu quá đỉnh, thế cậu mau tăng tốc độ, để bọn tới cảm nhận tốc độ và tình cảm mãnh liệt đi. Một thanh niên trong đó nhìn Tô Minh Vĩ vội vàng nói. Chắc chắc không, mình dẫm chân ga nếu mà dẫm xuống rồi thì tất cả xe trên con đường này đều sẽ trở thành cặn bã, bị mình bỏ xa sau lưng, các cậu phải chuẩn bị sẵn tâm lý đấy nhá. Tô Minh Vĩ Đắc Y nói, bọn mình đã chuẩn bị xong rồi. Ba người vội vàng gật đầu. Nếu đã như vậy thì, Tô Minh Vĩ khẽ nhếch khóe miệng, vẻ mặt Đắc Y nói, đối mặt với gió táp đi. suốt lời. Tô Minh Vĩ dẫm xuống chân ga tăng tốc. Vù, tiếng động cơ trầm mà dễ nghe gầm rú vang lên. Ngay sau đó, chiếc Porsche 911 như con ngựa hoang cởi cương, tốc độ lập tức tăng vọt lên, lao nhanh về phía trước. Những chiếc xe vốn còn đi ở hai bên Porsche, trong nháy mắt bị rớt lại một khoảng, bị vứt lại xa xa ở phía sau. Ngoài ra bởi vì Porsche 911 là xe thể thao mui trần, Bốn người ngồi trong xe có thể cảm nhận rất rõ cảm giác nhanh như điện sau khi chiếc xe tăng tốc. Từng trận gió mạnh thổi vào mặt bọn họ, điều này làm cho bọn họ rất sảng khoái. Châu Bò a, cậu Tô ơi chiếc xe này đúng là quá trâu. Ngầu quá, chiếc xe này đúng là vô địch. Có thần xe thế này ở đây, trong cuộc thi vua xe hơi tỉnh Thiên Nam một tháng sau, cậu Tô nhất định có thể giành được chức vô địch. Ba người liên tục nịnh hót. Nghe thấy vậy, nụ cười đắc ý trên mặt Tô Minh Vĩ lập tức càng tươi hơn, cười to nói, ha ha ha, đương nhiên rồi, mình đã tốn vốn gốc để lắp lại chiếc xe này, là để chạy ở giải vua xe thiên nam đấy. Vua xe thiên nam lần này phải là mình, đừng ai hòng tranh với mình. Bởi vì, không có ai có thể vượt qua tớ ở trên đường. Nhưng mà, Tô Minh Vĩ vừa mới nói xong câu đó. Chỉ nghe thấy một tiếng, vèo, vang lên. Một chiếc xe van màu trắng từ bên hông chiếc Porsche của hắn vượt qua. Điều này làm cho Tô Minh Vĩ cùng với ba người trên xe sững sờ. Mà sau khi bọn họ nhìn rõ chiếc xe vượt qua mình là một chiếc van, hai mắt trừng to đến suýt nữa thì rớt ra ngoài. "Con mẹ nó, mình không nhìn nhầm đấy chứ. Vừa nãy có một chiếc van vượt qua chúng ta." "Cậu không nhìn nhầm đâu, bởi vì tôi cũng nhìn thấy." "Má cái quỷ gì vậy a, à? van bây giờ cũng trâu bò như thế hả?" Ba thanh niên kinh ngạc nói. Nghe thấy những lời này. Sắc mặt Tô Minh Vĩ lập tức cực kỳ khó coi. Mặc dù ba người không có ý châm biến hắn ta. Nhưng trong suy nghĩ của hắn ta, đây rõ ràng là đang bị vả mặt. Đường đường là Poser 911 lại bị một chiếc van vượt qua. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, hắn ta còn mặt mũi nào mà lăn lộn trong giới đua xe nữa chứ? Nghĩ tới đây, Tô Minh Vĩ tức giậm đập vô lăng một cái, cắn răng, hung hăng nói, mẹ nó dám vượt qua xe của bổn thiếu hôm nay bổn thiếu đuổi kịp chiếc van kia phải cho nó vỡ nát mới được nói xong tô minh vĩ liền chuẩn bị tăng tốc đuổi theo cậu tô cậu tuyệt đối không được xúc động chẳng nhẽ cậu không nghe về truyền thuyết xe van sao một thanh trong đó vội vàng ngăn tô minh vĩ khuyên nhủ nói truyền thuyết chó má gì chứ một chiếc xe van thì có được truyền thuyết gì chứ tô minh vĩ trợn mắt mắt nhìn thanh niên kia một cái tức giận hỏi lời ấy cậu tô sai rồi thanh niên kia lắc đầu sau đó tình ý sâu xa nói câu cửa miệng nói ở trên đường có hai loại xe không thể chiêu chọc một là loại đó chính là loại siêu xe bởi vì cậu vĩnh viễn không biết được đối phương là loại thân phận cao quý gì còn loại thứ hai chính là chiếc xe van kia bởi vì cậu mãi mãi không biết có bao nhiêu người xuống từ cái xe đó quay đầu nếu cậu tô mà đuổi theo xảy ra va chạm với đối phương kết quả là từ trên xe van đi xuống một đám người thế thì chúng ta sẽ chịu thiệt đó lời này vừa nói ra tô minh vĩ giật mình sau đó hung hăng chừng mắt nhìn thanh niên kia vẻ mặt khinh thường nói phi mình đuổi theo thì sao trên xe nhiều người xuống thì sao bản thiếu cũng có thể lập tức gọi người tới hôm nay nếu mà không đuổi kịp chiếc van kia bản thiếu khó mà nuốt trôi cục tức này nói xong tô minh vĩ mặc kệ lời khuyên của thanh niên kia trực tiếp nhấn ga, đuổi theo chiếc van phía trước kia. Porsche 911 không hổ là siêu nhanh, hơn nữa lại thêm các kiểu cải tạo tỉ mỉ, tính năng tất nhiên là khỏi cần nói rồi. Chiếc van so sánh với cái này đúng là không cùng một đẳng cấp. Cho nên Tô Minh Vĩ vừa tăng tốc, lại tăng tốc lại gặp đường thẳng. Chẳng mấy chốc, chiếc Porsche 911 đã thành công đuổi kịp chiếc van kia. Sau đó Tô Minh Vĩ đổi đường, lấy xe mình chặn chiếc van trước mặt, sau đó từ từ giảm tốc độ, ý đổ ép con van dừng xe. Diệp Thu đang lái xe thì thấy cảnh này, anh nhíu mày. Anh vội chạy về nội thành, tất nhiên là không phí công để ý, anh si nhan để chuẩn bị đổi tuyến đường. Nhưng không thành, chiếc Porsche 911 trước mặt như là đang cố tình chiêu tức anh. Anh đổi làn, Porsche 911 cũng đổi làn, cố ý chắn trước mặt không cho anh đi. Hơn nữa Tô Minh Vĩ ngồi trên chiếc Porsche vừa lái xe vừa đưa cánh tay qua đỉnh đầu giơ ngón giữa lên với diệp thu còn ba thanh niên kia thì đang xoay người lại liên tục nói với diệp thu thằng kia bị chúng ta chắn chặn không cho vượt khó chịu lắm đúng không có bản lĩnh thì mày vượt đi nếu mày không nuốt trôi cục tức này thì cứ đâm vào đít xe tao đi xem xem đến lúc đó mày có đền nổi không ha 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 anh ta lấy cái gì mà đền dám vượt chiếc xe của cậu tô chúng ta cho anh ta bán cả cái van kia đi cũng không đủ mà đền. Nghe vậy, Diệp Thu hít mắt, đối phương rõ ràng là cố ý khiêu khích, rảnh rỗi sinh nông nổi. Nếu đã như vậy, thì đừng trách mình không khách khí, nghĩ tới đây. Diệp Thu nhếch miệng nở một nụ cười lạnh. Đối với loại người này, anh chưa bao giờ ngán. Vì thế anh không nói hai lời, trực tiếp giẫm chân ga, tăng tốc xe lên đến tối đa. Mà Diệp Thu bên này bất ngờ tăng tốc con Porsche 911 bên kia không ngừng giảm tốc, ý đồ ép Diệp Thu dừng lại. Cho nên chỉ trong nháy mắt, đầu xe van đã hung hăng đụng vào đít con Porsche 911. Phanh. Chỉ nghe thấy một âm thanh vang lên. Lúc này, cái xe bị đâm kêu một tiếng chắc nịch. Bốn người Tô Minh Vĩ trên chiếc Porsche 911 lập tức sợ đến trắng bệch mặt. Rõ ràng, bọn họ không ngờ Diệp Thu sẽ bất ngờ đi lên. Dù sao thì dưới tình huống bình thường xe phổ thông mà gặp xe sang thì đều trốn càng xa càng tốt, sợ cọ vào làm xước sơn. Càng đừng nói là đâm thẳng như vậy. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 120.